vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn, có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra, vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ, và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ, và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Crunch. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó quá trình Big Bang và Big Crunch lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả, có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ. Công cuộc tìm kiếm hành tinh giống trái đất là một trong những nỗ lực khoa học quan trọng của con người nhằm tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm khắp các ngôi sao trong vũ trụ, sử dụng những công cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm ra những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Và mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện cặp hành tinh có thể sống được và đặc biệt hơn, một trong hai hành tinh giống trái đất đến bất ngờ. Nằm trong hệ sao lùn đỏ LHS 1140, còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 mặt trời nhưng đã 5 tỷ năm tuổi. Tiến sĩ Jorge Lillo-Box từ Trung tâm Thiên văn học CSIC-INTA, Tây Ban Nha và các cộng sự đã thu thập 113 bộ dữ liệu quan sát bằng kỹ thuật vận tốc xuyên tâm mà thiết bị quang phổ ESPRESSO của Đài Thiên văn Nam Âu và vệ tinh TESS của NASA thu thập được về vùng không gian quanh sao lùn đỏ này. Kết quả cho thấy, hành tinh gần hơn mang tên LHS 1140b là một siêu trái đất quay quanh sao mẹ mỗi 3,77 ngày, có khối lượng bằng 6,5 lần trái đất. Hành tinh thứ hai là LHS 1140C bằng 1,8 khối lượng trái đất và quay quanh sao mẹ mỗi 24,7 ngày. Cả hai hành tinh đều thuộc vùng sự sống của ngôi sao mẹ, tức đủ các điều kiện để sở hữu nước lỏng và một khí hậu phù hợp với các sinh vật tương tự sinh vật trái đất. Ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của đại dương sâu khoảng 670 đến 779 km. Bản thân hành tinh LHS 1140b được các tác giả ví như người anh em song sinh của trái đất. Như chúng ta đã biết, để sự sống tồn tại, một hành tinh phải có nước lỏng trên bề mặt và giữ được bầu khí quyển. Khi các ngôi sao lùn đỏ còn trẻ, chúng thường phát ra bức xạ có thể gây hại cho bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh chúng. Trong trường hợp này, với kích thước lớn của hành tinh, có nghĩa là đại dương magma có thể đã tồn tại trên bề mặt của nó hàng triệu năm. Đại dương dung nham sôi sục này có thể cung cấp hơi nước vào bầu khí quyển rất lâu sau khi ngôi sao trở lại trạng thái phát sáng ổn định như hiện tại và bổ sung nước cho hành tinh. Hệ sao này còn có một hành tinh LHS 1140D quay quanh sao mẹ mỗi 78,9 ngày, nặng hơn trái đất 4,8 lần. Tuy nhiên, nó có vẻ là một hành tinh băng giá, quá lạnh để có thể ở được. Phát hiện thiên hà xa xôi nhất, phát ra tia gamma. Các nhà thiên văn học công bố phát hiện tia gamma hiếm, phát từ một hạt nhân thiên hà cổ xưa, cách xa hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ các thiên hà trong vũ trụ có thể giải phóng tia gamma. Những chùm photon năng lượng cao này được cho là bắt nguồn từ vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng cư trú tại trung tâm của thiên hà. Khi điều đó xảy ra, chúng được gọi là các thiên hà đang hoạt động. Giới thiên văn học ước tính chỉ dưới 1% những thiên hà đang hoạt động phát ra tia gamma hướng về phía trái đất. Hạt nhân của những thiên hà hiếm hoi này khi đó được gọi là blazar. Đây là một trong những nguồn bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Blazar có hai loại. Một là chuẩn tinh vô tuyến phổ phẳng FSRQS và hai là vật thể BL Lacerty. Trong khi FSRQS là hạt nhân của những thiên hà tương đối trẻ, với nhiều khí bụi bao quanh hố đen, vật thể BL Lacerty là những FSRQS đã tiến hóa sau khi tiêu hao một lượng lớn vật chất để nuôi hố đen. Có thể so sánh, FSRQ giống một người mới trưởng thành, trong khi BL Lacerty đại diện cho người già. BL Lacerty xa xôi và cổ xưa nhất từng được khám phá trước đây, nằm cách chúng ta khoảng 11,3 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi sự kiện phóng tia gamma xảy ra, vũ trụ của chúng ta mới trải qua khoảng 2,5 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu xuất bản gần đây trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal Letters, các nhà thiên văn học cho biết kỷ lục này đã bị vượt qua bởi một BL Lacerty mới được khám phá, có tên là 4FGL J1219+3653. Nó nằm cách chúng ta tới 12,1 tỷ năm ánh sáng và giải phóng chùm tia gamma vào thời điểm vũ trụ mới 1,7 tỷ năm tuổi. Để so sánh, FSRQ cổ xưa nhất từng được biết đến xảy ra sau vụ nổ Big Bang khoảng 1 tỷ năm. Phát hiện này đã thách thức giả thuyết hiện tại rằng BL Lacerty là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của FSRQ, khiến các nhà thiên văn học phải xem xét lại về sự tiến hóa của blazar cũng như các thiên hà đang hoạt động. Kinh hoàng về vụ phun trào núi lửa trên sao Kim. Trái đất đã xảy ra những vụ phun trào núi lửa thảm khốc như núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, núi Pioli vào năm 1902. Tuy nhiên, những vụ trên được đánh giá chưa kinh hoàng bằng những vụ phun trào núi lửa trên sao Kim gần đây. Hình ảnh được tạo ra bởi Peter Rubin và đã được giới thiệu là hình ảnh thiên văn trong ngày của NASA. Theo NASA, bằng chứng về các núi lửa hiện đang hoạt động trên sao Kim đã được công bố vào đầu năm 2022 với sự ấm lên không giải thích được của các khu vực được cho là chỉ chứa các núi lửa cổ đại. Mặc dù những hình ảnh quy mô lớn của sao Kim đã được chụp bằng radar, nhưng những đám mây axit sulfuric dày sẽ ngăn cản việc thu nhận hình ảnh ánh sáng quang học. Tuy nhiên, một nghệ sĩ đã tái tạo lại một ngọn núi lửa đang phun trào ở sao Kim một cách rõ ràng. Trong hình ảnh, có thể thấy một chùm khổng lồ xuất phát từ một ngọn núi lửa đang phun trào, trong khi một cánh đồng dung nham rộng lớn bao phủ bề mặt hành tinh. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt thiêu đốt khoảng 464 độ C, đủ nóng để nấu chảy cả trì. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng núi lửa có thể đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời trên sao Kim. NASA cho biết thêm, chúng có thể đẩy các sản phẩm hóa học vào tầng khí quyển phía trên mát hơn, nơi các vi khuẩn có thể trôi nổi. Hình ảnh được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên sao Kim. Trước đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, dẫn đầu bởi Đại học Cardiff, đã phát hiện ra một phân tử hiếm có tên là phosphine trong các đám mây của sao Kim. Phosphine thường được giải phóng từ các vi sinh vật không sử dụng oxy để hô hấp, vì vậy các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó đã suy đoán sao Kim có thể đang tồn tại sự sống. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy sự sống trên sao Kim đã bị dập tắt bởi trong một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng phosphin trên sao Kim không phải là bằng chứng về mặt sinh học, mà nó là bằng chứng về mặt địa chất, cho thấy sự bùng nổ của núi lửa ngày nay hoặc trong quá khứ rất gần đây, chúng đã đẩy một lượng nhỏ phosphide từ lòng đất lên bề mặt sao Kim dưới dạng bụi núi lửa. Sau đó, lượng phosphide này phản ứng với axit sulfuric để tạo thành phosphin. Sự sống ngoài trái đất luôn là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã gửi các phi thuyền, hướng kính viễn vọng đến các hành tinh và mặt trăng thuộc hệ mặt trời và xa hơn nữa để tìm kiếm các tín hiệu sinh học ngoài trái đất. Ở quanh một hành tinh xa xôi tới nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai thế giới sự sống đã vô tình phun thẳng vào tàu NASA, thứ có thể gợi ý về một đại dương giống trái đất. Theo tờ Space, dữ liệu thú vị đó đã bị bỏ sót trong gần 4 thập kỷ, khi các nhà khoa học thế giới nỗ lực phân tích kho báu của Voyager 2, một trong những tàu vũ trụ từng đi xa nhất của NASA, đã bắt đầu tiến vào không gian giữa các vì sao. Đó là phần dữ liệu về sao Thiên Vương, hành tinh xếp thứ 7 trong hệ mặt trời. Trong số các mặt trăng quay quanh nó, có hai thế giới thú vị là Ariel và Miranda, được đặt tên theo nhân vật trong một vở kịch của Shakespeare, thay vì theo các vị thần Hy Lạp và La Mã như các mặt trăng của những hành tinh khác. Cơ chế mà chúng làm điều này chưa được biết, nhưng có một cơ chế mà theo các nhà thiên văn là rất trêu người. Chúng có thể sở hữu đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ, những cái nổi tiếng là mặt trăng sự sống của hệ mặt trời. Cách chúng giải phóng các chủng vật chất phun từ đại dương lên cũng rất giống cách mà Europa và Enceladus đã làm. Tác giả chính Ian Cohen từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ, nói: "Không có gì lạ khi các phép đo hạt năng lượng là tiền đề để khám phá các thế giới đại dương." Như vậy, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cohen đã nhặt thêm được hai thế giới đại dương tiềm năng mà NASA vốn rất chào đón trong chuỗi dài những hoạt động tìm kiếm các thế giới có khả năng bảo tồn sự sống. Điều này chỉ ra giá trị của một sứ mệnh tiềm năng trong tương lai là đưa một tàu vũ trụ chuyên trách tiếp cận sao Thiên Vương và các mặt trăng bí ẩn của nó, với số đếm được đã lên tới 27. Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc. Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của hệ mặt trời. Sao Mộc là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, với vô số cơn bão khác nhau. Nhưng cơn bão nổi tiếng nhất lại có tên là vết đỏ lớn. Các nhà khoa học dự đoán rằng cơn bão này mạnh đến mức có thể nuốt chửng được cả trái đất. Nó lọt vào tầm mắt quan sát của nhân loại trên địa cầu từ năm 1830. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão cực lớn nằm trong tầng đối lưu của sao Mộc từ 0 đến 50 km, đã tồn tại hơn 350 năm. Gió bên ngoài của nó có tốc độ rất cao, đạt 430 đến 680 km/h, trong khi gió ngoại vi của nó thấp hơn một chút, dưới 430 km/h. Khu vực bên trong của nó, tức là mắt bão, lại hoàn toàn ngược lại, tương đối yên tĩnh và ổn định, không có mây và luồng không khí mạnh. Nhưng sự sống có tồn tại trong vùng mắt bão này hay không, thực ra lại không liên quan trực tiếp đến việc biến động của cơn bão. Môi trường ở đó có thể yên tĩnh, nhưng cũng có thể không thích hợp để sự sống tồn tại. Hiện tại, chúng ta biết rằng bầu khí quyển của sao Mộc có thể được chia thành 4 lớp, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Tuy nhiên, sao Mộc không có bề mặt rắn, nên tầng đối lưu và phần chất lỏng bên trong hành tinh chuyển tiếp giống như hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, bầu khí quyển của nó chủ yếu bao gồm hydro và heli, chỉ có một phần nhỏ các hợp chất khác bao gồm metan, ammoniac, hydro sunfua và nước. Tầng đối lưu của sao Mộc là nơi có nhiệt độ giảm dần theo độ cao, do đó nó có thể chứa một số loại mây, bao gồm ammoniac, nước và hydro sunfua. Các cơn bão của sao Mộc có thể được gây ra bởi lớp mỏng bên dưới các đám mây nước, nơi đã quan sát thấy các tia sét. Theo các nguồn dữ liệu khác nhau, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng đối lưu của sao Mộc cũng rất khác nhau. Hiện tại, người ta chấp nhận rằng tầng đối lưu của hành tinh này kéo dài lên trên khoảng 50 km từ lớp mây nhìn thấy được, hoặc mức áp suất 1/3. Trong đó, nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng âm 163 độ C lên khoảng 67 độ C. Tầng đối lưu của sao mộc chủ yếu bao gồm hydro và heli, đồng thời chứa một lượng nhỏ nước, ammoniac, amoni, sunfua và các chất khác. Những vật chất này tạo thành những đám mây có màu sắc và mật độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau. Các dải tinh thể băng màu trắng trong các đám mây cao nhất được gọi là các vùng, trong khi các dải amoni sunfua màu nâu đỏ trong các đám mây thấp nhất được gọi là các vành đai. Tất nhiên, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng bình lưu của sao mộc cũng khác nhau giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Nói chung, tầng bình lưu kéo dài khoảng 200 km trở lên từ tầng đối lưu. Theo đó, nhiệt độ giảm từ khoảng 67 độ C xuống khoảng -163 độ C. Những đám mây cao nhất được làm từ các tinh thể băng, tạo thành vòng tròn cực quang gần cực. Ngoài ra còn có những thay đổi tốc độ gió mạnh và phức tạp trong tầng bình lưu của sao mộc, dẫn đến các cấu trúc xoáy khác nhau và hiện tượng bão. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của một trong những phân tử hydroxanua với sự hiện diện của các luồng gió mạnh gần các cực với tốc độ khoảng 400 m/giây. Những cơn gió đó tương đương với 1.450 km/h, gấp hơn 3 lần tốc độ gió đo được trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất trên trái đất. Theo đó, có nhiều người cho rằng sự sống rất khó để có thể tồn tại trong vùng mắt bão của sao mộc, bởi bầu khí quyển của sao mộc chứa một lượng lớn khí độc như ammoniac, metan và hydrosulfur, gây tử vong cho hầu hết các dạng sống. Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ khả năng có sự sống trong bầu khí quyển của sao mộc, nhưng ít nhất là cho đến nay, không có dấu vết nào của sự sống được tìm thấy tại đây. Tuy nhiên, một số mặt trăng của sao mộc, chẳng hạn như Europa, hiện đang được các nhà khoa học tin rằng nó có thể có các đại dương nước lỏng ẩn dưới bề mặt đóng băng. Thêm vào đó là lực thủy triều, núi lửa băng do các hoạt động băng trên bề mặt mặt trăng đang hoạt động gây ra, có thể tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho một số sinh vật trên trái đất, hoặc ở đây đã và đang tồn tại sự sống của một số vi sinh vật mà chúng ta chưa từng biết đến. Trực thăng robot, sứ mệnh săn tìm sinh vật ngoài trái đất trên Titan, mặt trăng của sao Thổ. Một chiếc trực thăng robot mang tên Dragonfly sẽ trở thành bạn đồng hành của mặt trăng sao Thổ Titan, nơi NASA từng ví như một trái đất thứ hai. Dragonfly, hay còn gọi là chuồn chuồn, đang được chuẩn bị và sẽ rời trái đất vào năm 2027, dự kiến tới năm 2030 sẽ tiếp cận được phiên bản ngoài hành tinh của trái đất. Dragonfly có hình dạng như một chiếc trực thăng, là tàu vũ trụ dạng đổ bộ và cũng là một dạng robot có thể tự hoạt động một số chức năng. NASA tuyên bố rõ ràng nó sẽ là một tàu săn sự sống ngoài hành tinh, hoặc ít ra tìm ra các yếu tố tiền thân của sự sống đang được hình thành trên mặt trăng bí ẩn này. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ chính những gì đã xảy ra trên trái đất cổ đại, khiến sự sống có thể ra đời, một chuỗi phản ứng đầy hấp dẫn của cái gọi là hóa học tiền sinh học. Thành phần hóa học phức tạp, giàu carbon, đại dương nước ngầm và các yếu tố hấp dẫn ngay trên bề mặt, bao gồm cảnh quan có các đặc điểm giống trái đất, khiến Titan trở thành miền đất hứa của NASA từ lâu, bên cạnh các mặt trăng khác như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ. Robot thám hiểm này của NASA sẽ mang theo một máy quang phổ khối Dragonfly được thiết kế để làm cầu nối với các nhà khoa học trái đất, giúp họ nghiên cứu từ xa bề mặt của Titan. Tiến sĩ Melissa Chenar từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, chúng tôi muốn biết liệu loại hóa học có thể quan trọng đối với các hệ thống tiền sinh hóa sơ khai trên trái đất có đang diễn ra trên Titan hay không. Máy quang phổ khối Dragonfly sẽ quét các bề mặt trên Titan để tìm điều nó cần khám phá. Để mang máy quang phổ khối này đến nhiều điểm, tàu này sẽ khởi động cánh quạt và bay những chặng ngắn vài dặm, điều rất phù hợp với trọng lượng thấp và khí quyển dày đặc của Titan. Các mẫu vật được thu thập sẽ được chiếu tia laser và đo đạc những thứ bị bốc hơi ngay trong phòng thí nghiệm mini của máy quang phổ khối này, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Trong thế giới khoa học hiện đại, việc tìm kiếm các bằng chứng và hóa thạch để xây dựng lại câu chuyện lịch sử của loài người vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và gần đây, với sự xuất hiện của một khối cầu đá có niên đại 2,8 tỷ năm tại châu Phi, đã đặt ra nghi vấn mới về thuyết lịch sử của loài người. Liệu rằng chúng ta có thể phải viết lại toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người? Tại một mỏ khai thác ở Nam Phi, sự xuất hiện của 4 quả cầu tròn không thuộc về hành tinh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Theo Epoch Times, OOPArt tên đầy đủ là Out of Place Artifact, nghĩa là đồ tạo tác không phù hợp với niên đại, là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng. OOPArt thường khiến các nhà khoa học theo lối suy nghĩ thông thường phải đau đầu, kích thích họ tìm ra lý thuyết mới thay thế, đồng thời khơi mào nhiều cuộc tranh luận. Nhà nghiên cứu văn hóa thời tiền sử Michael Cremo, người đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập thông tin về đồ tạo tác OOPArt. Năm 1984, Cremo liên lạc với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp, Nam Phi, để nghiên cứu các khối cầu kỳ lạ gọi là Klerksdorp hiện đang lưu giữ ở đây. Chúng được tìm thấy tại mỏ khai thác ở Nam Phi. Cremo biên soạn những phát hiện của mình thành cuốn sách nổi tiếng với tựa đề Khảo cổ học ngăn cấm, lịch sử bị che khuất của loài người. Maximo tả các khối cầu Klerksdorp có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với bề mặt rất cứng và cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy chúng khá kỳ lạ và khó hiểu. Cremo cho biết, không có gì công bố về khối cầu mang tính khoa học. Chúng được tìm thấy trong mỏ đá cao lanh Pyrophyllite gần thị trấn nhỏ Otosdan ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này hình thành từ trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước đây. Đây là loại khoáng sản khá mềm với chỉ số 3 trong thang đo Morse, là thang đo từ 1 đến 10 để phân loại độ cứng của khoáng vật, trong đó đá thao mềm nhất, kim cương cứng nhất. Các khối cầu có cấu trúc dạng sợi bên trong và một lớp vỏ bọc bên ngoài cứng như thép, không thể bị chảy xước. Khối cầu Klerksdorp có kích thước 30 đến 50 mm hoàn hảo, cùng các đường rãnh đồng cứng không thể bị chảy xước, giống như được khắc bằng tay đầy khéo léo. Bên trong khối cầu là một chất giống như than củi, nhưng mềm và xốp như bông. Theo Cremo và một số nhà nghiên cứu khác, những khối cầu Klerksdorp thêm vào bằng chứng cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước thời điểm mà chúng ta vẫn thường nhận định. Thể theo thuyết tiến hóa, các khối cầu được tìm thấy ở châu Phi có niên đại từ thời con người còn chưa tồn tại trên trái đất. Điều này thực sự vô cùng khó hiểu nếu dựa trên các tri thức hiện hữu. Liệu có thực rằng quả cầu Klerksdorp là bằng chứng bổ sung cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước mốc niên đại được nhìn nhận bấy lâu? Giả thuyết cho rằng trái đất từng là nơi cư ngụ của các dạng sống khác từ quá khứ xa xưa, từ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước, đã làm dấy lên vô số tranh luận trong giới nghiên cứu và học giả. Nhiều ý kiến cho rằng khối cầu là sản phẩm của quá trình tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Có thể vi khuẩn đã giúp hình thành nên các khối cầu, hoặc giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Nhiều người cho rằng khối cầu Klerksdorp hình thành do quá trình tự nhiên, gọi là kết hạch, nghĩa là sự tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Một vài khối cầu Klerksdorp có hình dạng elip với đường vân thô xung quanh khu vực trung tâm, nhưng số khác lại có hình dạng và tỷ lệ cân đối. Các đường rãnh xung quanh chúng trông rất thẳng, giống như ai đó khắc bằng tay, rất ít khả năng chúng hình thành một cách tự nhiên. Năm 2002, Bảo tàng Klerksdorp đăng tải lá thư của John Hunt ở Petersburg, Nam Phi, trên trang web tuyên bố đưa ra trong bức thư chưa được xác minh và sau đó nó bị gỡ bỏ. Hunt nói rằng một trong những khối cầu đã được kiểm tra tại Viện Không gian California, Mỹ. Các nhà khoa học đi đến kết luận khối cầu có tính chất cân đối rất cao, vượt quá giới hạn công nghệ đo lường của họ. Nó cách sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ 1/100.000 inch, trong đó 1 inch bằng 2,54 cm. Tại Utah, người ta cũng tìm thấy các khối cầu tương tự, gọi là viên bi Moqui hoặc quả bóng Moqui, với niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi. Viên bi Moqui có lõi bên trong bằng cát và lớp vỏ bên ngoài cứng, làm từ oxit sắt. Thí nghiệm của Heinrich trên một trong số những khối cầu Klerksdorp cho thấy nó có thành phần là hematite, khoáng vật của oxit sắt. Heinrich cũng phát hiện một khối cầu Klerksdorp khác làm từ khoáng vật wollastonite cùng với hematite và gattite, một oxit sắt ngậm nước. Theo tiến sĩ Carrie Weber thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, Mỹ, vi khuẩn có thể đã giúp hình thành nên các khối cầu như là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của chúng. Nhà địa chất Dave Crosby tiến hành nghiên cứu ở Utah, nơi phát hiện ra các viên bi Moqui, ban đầu đưa ra giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Crosby không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác động của vụ va chạm thiên thạch. Sau đó, ông phát triển một giả thuyết liên quan đến việc nước mưa làm hòa tan sắt, các khoáng chất và mang chúng xuống mạch nước ngầm. Khi đó, sắt sẽ được tích tụ ở xung quanh các hạt cát, hình thành nên khối cầu. Cremo và một số nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm cho rằng OOPArt là bằng chứng của nền văn minh tiên tiến thời tiền sử. Giới khoa học cần dũng cảm và sẵn sàng hơn để thừa nhận bằng chứng có thể đối lập với nhận thức phổ biến hiện nay. Có thể nói, khối cầu Klerksdorp 2,8 tỷ tuổi hay những viên bi Moqui là những đại diện đưa ta trở lại thời điểm đầu tiên của trái đất, nơi mà sức mạnh và tác động của tự nhiên đã tạo nên một hành tinh mới. Nó không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Dù đã được nghiên cứu rất kỹ và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được chính xác tác nhân gây ra sự hình thành của những khối cầu này. Tuy nhiên, việc đặt ra nghi ngờ về thuyết lịch sử bị che khuất của loài người là điều rất đáng quan tâm và cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng loài người đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu trước cả khi chúng ta nghĩ, và có một số bằng chứng để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, việc chứng minh đầy đủ và xác thực thông tin này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Những phát hiện khoa học mới nhất về khối cầu 2,8 tỷ tuổi đã đưa ra nhiều giả thuyết mới và những tình tiết bất ngờ trong quá khứ loài người. Cùng với đó là các bí ẩn của quá khứ trái đất có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử và giải đáp những câu hỏi đang đặt ra. Việc khai quật và khám phá thêm về lịch sử trái đất có thể mở ra những trang mới của sự hiểu biết và tri thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự thật về quá khứ của trái đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của loài người mà còn mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ trong tương lai. Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra, vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ, và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ, và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Crunch. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất, và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó quá trình Big Bang và Big Crunch lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả, có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ. Công cuộc tìm kiếm hành tinh giống Trái Đất là một trong những nỗ lực khoa học quan trọng của con người nhằm tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm khắp các ngôi sao trong vũ trụ, sử dụng những công cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm ra những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Và mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện cặp hành tinh có thể sống được và đặc biệt hơn, một trong hai hành tinh giống Trái Đất đến bất ngờ. Nằm trong hệ sao lùn đỏ LHS 1140, còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 mặt trời, nhưng đã 5 tỷ năm tuổi. Tiến sĩ Jorge Lillo-Box từ Trung tâm Thiên văn học CSIC-INTA, Tây Ban Nha và các cộng sự đã thu thập 113 bộ dữ liệu quan sát bằng kỹ thuật vận tốc xuyên tâm mà thiết bị quang phổ ESPRESSO của Đài Thiên văn Nam Âu và vệ tinh TESS của NASA thu thập được về vùng không gian quanh sao lùn đỏ này. Kết quả cho thấy, hành tinh gần hơn mang tên LHS 1140b là một siêu trái đất quay quanh sao mẹ mỗi 3,77 ngày, có khối lượng bằng 6,5 lần trái đất. Hành tinh thứ hai là LHS 1140C bằng 1,8 khối lượng trái đất và quay quanh sao mẹ mỗi 24,7 ngày. Cả hai hành tinh đều thuộc vùng sự sống của ngôi sao mẹ, tức đủ các điều kiện để sở hữu nước lỏng và một khí hậu phù hợp với các sinh vật tương tự sinh vật trái đất. Ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của đại dương sâu khoảng 670 đến 779 km. Bản thân hành tinh LHS 1140b được các tác giả ví như người anh em song sinh của trái đất. Như chúng ta đã biết, để sự sống tồn tại, một hành tinh phải có nước lỏng trên bề mặt và giữ được bầu khí quyển. Khi các ngôi sao lùn đỏ còn trẻ, chúng thường phát ra bức xạ có thể gây hại cho bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh chúng. Trong trường hợp này, với kích thước lớn của hành tinh, có nghĩa là đại dương magma có thể đã tồn tại trên bề mặt của nó hàng triệu năm. Đại dương dung nham sôi sục này có thể cung cấp hơi nước vào bầu khí quyển rất lâu sau khi ngôi sao trở lại trạng thái phát sáng ổn định như hiện tại và bổ sung nước cho hành tinh. Hệ sao này còn có một hành tinh LHS 1140D quay quanh sao mẹ mỗi 78,9 ngày, nặng hơn trái đất 4,8 lần. Tuy nhiên nó có vẻ là một hành tinh băng giá, quá lạnh để có thể ở được. Phát hiện thiên hà xa xôi nhất phát ra tia gamma. Các nhà thiên văn học công bố phát hiện tia gamma hiếm, phát từ một hạt nhân thiên hà cổ xưa, cách xa hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ các thiên hà trong vũ trụ có thể giải phóng tia gamma. Những chùm photon năng lượng cao này được cho là bắt nguồn từ vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng, cư trú tại trung tâm của thiên hà. Khi điều đó xảy ra, chúng được gọi là các thiên hà đang hoạt động. Giới thiên văn học ước tính chỉ dưới 1% những thiên hà đang hoạt động phát ra tia gamma hướng về phía trái đất. Hạt nhân của những thiên hà hiếm hoi này khi đó được gọi là blazar. Đây là một trong những nguồn bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Blazar có hai loại, một là chuẩn tinh vô tuyến phổ phẳng FSRQS và hai là vật thể BL-LACERTY. Trong khi FSRQS là hạt nhân của những thiên hà tương đối trẻ, với nhiều khí bụi bao quanh hố đen, vật thể BL-LACERTY là những FSRQS đã tiến hóa sau khi tiêu hao một lượng lớn vật chất để nuôi hố đen. Có thể so sánh, FSRQ giống một người mới trưởng thành, trong khi BL-LACERTY đại diện cho người già. BL-LACERTY xa xôi và cổ xưa nhất từng được khám phá trước đây, nằm cách chúng ta khoảng 11,3 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi sự kiện phóng tia gamma xảy ra, vũ trụ của chúng ta mới trải qua khoảng 2,5 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu xuất bản gần đây trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal Letters, các nhà thiên văn học cho biết kỷ lục này đã bị vượt qua bởi một BL-LACERTY mới được khám phá, có tên là 4FGL J1219+3653. Nó nằm cách chúng ta tới 12,1 tỷ năm ánh sáng và giải phóng chùm tia gamma vào thời điểm vũ trụ mới 1,7 tỷ năm tuổi. Để so sánh, FSR quy cổ xưa nhất từng được biết đến, xảy ra sau vụ nổ Big Bang khoảng 1 tỷ năm. Phát hiện này đã thách thức giả thuyết hiện tại rằng BL30 là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của FSRQ, khiến các nhà thiên văn học phải xem xét lại về sự tiến hóa của blazer cũng như các thiên hà đang hoạt động. Kinh hoàng về vụ phun trào núi lửa trên sao Kim. Trái đất đã xảy ra những vụ phun trào núi lửa thảm khốc như núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, núi Pioli vào năm 1902. Tuy nhiên, những vụ trên được đánh giá chưa kinh hoàng bằng những vụ phun trào núi lửa trên sao Kim gần đây. Hình ảnh được tạo ra bởi Peter Rubin và đã được giới thiệu là hình ảnh thiên văn trong ngày của NASA. Theo NASA, bằng chứng về các núi lửa hiện đang hoạt động trên sao Kim đã được công bố vào đầu năm 2022 với sự ấm lên không giải thích được của các khu vực được cho là chỉ chứa các núi lửa cổ đại. Mặc dù những hình ảnh quy mô lớn của sao Kim đã được chụp bằng radar, nhưng những đám mây axit sulfuric dày sẽ ngăn cản việc thu nhận hình ảnh ánh sáng quang học. Tuy nhiên, một nghệ sĩ đã tái tạo lại một ngọn núi lửa đang phun trào ở sao Kim một cách rõ ràng. Trong hình ảnh, có thể thấy một chùm khổng lồ xuất phát từ một ngọn núi lửa đang phun trào, trong khi một cánh đồng dung nham rộng lớn bao phủ bề mặt hành tinh. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt thiêu đốt khoảng 464 độ C, đủ nóng để nấu chảy cả trì. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng núi lửa có thể đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời trên sao Kim. NASA cho biết thêm, chúng có thể đẩy các sản phẩm hóa học vào tầng khí quyển phía trên mát hơn, nơi các vi khuẩn có thể trôi nổi. Hình ảnh được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên sao Kim. Trước đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, dẫn đầu bởi Đại học Cardiff, đã phát hiện ra một phân tử hiếm có tên là phosphin trong các đám mây của sao Kim. Phosphin thường được giải phóng từ các vi sinh vật không sử dụng oxy để hô hấp, vì vậy các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó đã suy đoán sao Kim có thể đang tồn tại sự sống. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy sự sống trên sao Kim đã bị dập tắt bởi trong một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng phosphin trên sao Kim không phải là bằng chứng về mặt sinh học mà nó là bằng chứng về mặt địa chất, cho thấy sự bùng nổ của núi lửa ngày nay hoặc trong quá khứ rất gần đây chúng đã đẩy một lượng nhỏ phosphine từ lòng đất lên bề mặt sao Kim dưới dạng bụi núi lửa. Sau đó, lượng phosphine này phản ứng với axit sulfuric để tạo thành phosphin. Sự sống ngoài trái đất luôn là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã gửi các phi thuyền, hướng kính viễn vọng đến các hành tinh và mặt trăng thuộc hệ mặt trời và xa hơn nữa để tìm kiếm các tín hiệu sinh học ngoài trái đất. Ở quanh một hành tinh xa xôi tới nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai thế giới sự sống đã vô tình phun thẳng vào tàu NASA, thứ có thể gợi ý về một đại dương giống trái đất. Theo tờ Space, dữ liệu thú vị đó đã bị bỏ sót trong gần 4 thập kỷ, khi các nhà khoa học thế giới nỗ lực phân tích kho báu của Voyager 2, một trong những tàu vũ trụ từng đi xa nhất của NASA, đã bắt đầu tiến vào không gian giữa các vì sao. Đó là phần dữ liệu về sao Thiên Vương, hành tinh xếp thứ 7 trong hệ mặt trời. Trong số các mặt trăng quay quanh nó, có hai thế giới thú vị là Ariel và Miranda, được đặt tên theo nhân vật trong một vở kịch của Shakespeare, thay vì theo các vị thần Hy Lạp và La Mã như các mặt trăng của những hành tinh khác. Cơ chế mà chúng làm điều này chưa được biết, nhưng có một cơ chế mà theo các nhà thiên văn là rất trêu người. Chúng có thể sở hữu đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ, những cái nổi tiếng là mặt trăng sự sống của hệ mặt trời. Cách chúng giải phóng các chùm vật chất phân từ đại dương lên cũng rất giống cách mà Europa và Enceladus đã làm. Tác giả chính Ian Cohen từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ, nói: "Không có gì lạ khi các phép đo hạt năng lượng là tiền đề để khám phá các thế giới đại dương." Như vậy, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cohen đã nhặt thêm được hai thế giới đại dương tiềm năng mà NASA vốn rất chào đón trong chuỗi dài những hoạt động tìm kiếm các thế giới có khả năng bảo tồn sự sống. Điều này chỉ ra giá trị của một sứ mệnh tiềm năng trong tương lai là đưa một tàu vũ trụ chuyên trách tiếp cận sao Thiên Vương và các mặt trăng bí ẩn của nó, với số đếm được đã lên tới 27. Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc? Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của hệ mặt trời. Sao Mộc là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, với vô số cơn bão khác nhau. Nhưng cơn bão nổi tiếng nhất lại có tên là vết đỏ lớn. Các nhà khoa học dự đoán rằng cơn bão này mạnh đến mức có thể nuốt chửng được cả trái đất. Nó lọt vào tầm mắt quan sát của nhân loại trên địa cầu từ năm 1830. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão cực lớn nằm trong tầng đối lưu của sao Mộc từ 0 đến 50 km, đã tồn tại hơn 350 năm. Gió bên ngoài của nó có tốc độ rất cao, đạt 430 đến 680 km/h, trong khi gió ngoại vi của nó thấp hơn một chút, dưới 430 km/h. Khu vực bên trong của nó, tức là mắt bão, lại hoàn toàn ngược lại, tương đối yên tĩnh và ổn định, không có mây và luồng không khí mạnh. Nhưng sự sống có tồn tại trong vùng mắt bão này hay không, thực ra lại không liên quan trực tiếp đến việc biến động của cơn bão. Môi trường ở đó có thể yên tĩnh, nhưng cũng có thể không thích hợp để sự sống tồn tại. Hiện tại, chúng ta biết rằng bầu khí quyển của sao Mộc có thể được chia thành 4 lớp, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Tuy nhiên, sao Mộc không có bề mặt rắn, nên tầng đối lưu và phần chất lỏng bên trong hành tinh chuyển tiếp giống như hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, bầu khí quyển của nó chủ yếu bao gồm hydro và heli, chỉ có một phần nhỏ các hợp chất khác bao gồm metan, ammoniac, hydro sunfua và nước. Tầng đối lưu của sao Mộc là nơi có nhiệt độ giảm dần theo độ cao, do đó nó có thể chứa một số loại mây, bao gồm ammoniac, nước và hydro sunfua. Các cơn bão của sao Mộc có thể được gây ra bởi lớp mỏng bên dưới các đám mây nước, nơi đã quan sát thấy các tia sét. Theo các nguồn dữ liệu khác nhau, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng đối lưu của sao Mộc cũng rất khác nhau. Hiện tại, người ta chấp nhận rằng tầng đối lưu của hành tinh này kéo dài lên trên khoảng 50 km từ lớp mây nhìn thấy được, hoặc mức áp suất 1/3. Trong đó, nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng -163 độ C lên khoảng 67 độ C. Tầng đối lưu của sao Mộc chủ yếu bao gồm hydro và heli, đồng thời chứa một lượng nhỏ nước, ammoniac, amoni sunfua và các chất khác. Những vật chất này tạo thành những đám mây có màu sắc và mật độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau. Các dải tinh thể băng màu trắng trong các đám mây cao nhất được gọi là các vùng, trong khi các dải amoni sunfua màu nâu đỏ trong các đám mây thấp nhất được gọi là các vành đai. Tất nhiên, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng bình lưu của sao Mộc cũng khác nhau giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Nói chung, tầng bình lưu kéo dài khoảng 200 km trở lên từ tầng đối lưu, theo đó, nhiệt độ giảm từ khoảng 67 độ C xuống khoảng -163 độ C. Những đám mây cao nhất được làm từ các tinh thể băng, tạo thành vòng tròn cực quang gần cực. Ngoài ra còn có những thay đổi tốc độ gió mạnh và phức tạp trong tầng bình lưu của sao Mộc, dẫn đến các cấu trúc xoáy khác nhau và hiện tượng bão. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của một trong những phân tử hydroxanua với sự hiện diện của các luồng gió mạnh gần các cực với tốc độ khoảng 400 m/giây. Những cơn gió đó tương đương với 1.450 km/h, gấp hơn 3 lần tốc độ gió đo được trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất trên trái đất. Theo đó, có nhiều người cho rằng sự sống rất khó để có thể tồn tại trong vùng mắt bão của sao Mộc, bởi bầu khí quyển của sao Mộc chứa một lượng lớn khí độc như ammoniac, metan và hydro sunfua, gây tử vong cho hầu hết các dạng sống. Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ khả năng có sự sống trong bầu khí quyển của sao Mộc, nhưng ít nhất là cho đến nay, không có dấu vết nào của sự sống được tìm thấy tại đây. Tuy nhiên, một số mặt trăng của sao Mộc, chẳng hạn như Europa, hiện đang được các nhà khoa học tin rằng nó có thể có các đại dương nước lỏng ẩn dưới bề mặt đóng băng. Thêm vào đó là lực thủy triều, núi lửa băng do các hoạt động băng trên bề mặt mặt trăng đang hoạt động gây ra, có thể tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho một số sinh vật trên trái đất, hoặc ở đây đã và đang tồn tại sự sống của một số vi sinh vật mà chúng ta chưa từng biết đến. Trực thăng robot, sứ mệnh săn tìm sinh vật ngoài trái đất trên Titan, mặt trăng của sao Thổ. Một chiếc trực thăng robot mang tên Dragonfly sẽ trở thành bạn đồng hành của mặt trăng sao Thổ Titan, nơi NASA từng ví như một trái đất thứ hai. Dragonfly, hay còn gọi là chuồn chuồn, đang được chuẩn bị và sẽ rời trái đất vào năm 2027, dự kiến tới năm 2030 sẽ tiếp cận được phiên bản ngoài hành tinh của trái đất. Dragonfly có hình dạng như một chiếc trực thăng, là tàu vũ trụ dạng đổ bộ và cũng là một dạng robot có thể tự hoạt động một số chức năng. NASA tuyên bố rõ ràng nó sẽ là một tàu săn sự sống ngoài hành tinh hoặc ít ra tìm ra các yếu tố tiền thân của sự sống đang được hình thành trên mặt trăng bí ẩn này. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ chính những gì đã xảy ra trên trái đất cổ đại, khiến sự sống có thể ra đời, một chuỗi phản ứng đầy hấp dẫn của cái gọi là hóa học tiền sinh học. Thành phần hóa học phức tạp, giàu carbon, đại dương nước ngầm và các yếu tố hấp dẫn ngay trên bề mặt, bao gồm cảnh quan có các đặc điểm giống trái đất, khiến Titan trở thành miền đất hứa của NASA từ lâu, bên cạnh các mặt trăng khác như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ. Robot thám hiểm này của NASA sẽ mang theo một máy quang phổ khối Dragonfly được thiết kế để làm cầu nối với các nhà khoa học trái đất, giúp họ nghiên cứu từ xa bề mặt của Titan. Tiến sĩ Melissa Chenar từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, chúng tôi muốn biết liệu loại hóa học có thể quan trọng đối với các hệ thống tiền sinh hóa sơ khai trên trái đất có đang diễn ra trên Titan hay không. Máy quang phổ khối Dragonfly sẽ quét các bề mặt trên Titan để tìm điều nó cần khám phá. Để mang máy quang phổ khối này đến nhiều điểm, tàu này sẽ khởi động cánh quạt và bay những chặng ngắn vài dặm, điều rất phù hợp với trọng lượng thấp và khí quyển dày đặc của Titan. Các mẫu vật được thu thập sẽ được chiếu tia laser và đo đạc những thứ bị bốc hơi ngay trong phòng thí nghiệm mini của máy quang phổ khối này, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Trong thế giới khoa học hiện đại, việc tìm kiếm các bằng chứng và hóa thạch để xây dựng lại câu chuyện lịch sử của loài người vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và gần đây, với sự xuất hiện của một khối cầu đá có niên đại 2,8 tỷ năm tại châu Phi, đã đặt ra nghi vấn mới về thuyết lịch sử của loài người. Liệu rằng chúng ta có thể phải viết lại toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người? Tại một mỏ khai thác ở Nam Phi, sự xuất hiện của 4 quả cầu tròn không thuộc về hành tinh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Theo Epoch Times, OOPArt, tên đầy đủ là Out of Place Artifact, nghĩa là đồ tạo tác không phù hợp với niên đại, là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng. OOPArt thường khiến các nhà khoa học theo lối suy nghĩ thông thường phải đau đầu, kích thích họ tìm ra lý thuyết mới thay thế, đồng thời khơi mào nhiều cuộc tranh luận. Nhà nghiên cứu văn hóa thời tiền sử Michael Cremo, người đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập thông tin về đồ tạo tác OOPArt. Năm 1984, Cremo liên lạc với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp Nam Phi, để nghiên cứu các khối cầu kỳ lạ gọi là Klerksdorp hiện đang lưu giữ ở đây. Chúng được tìm thấy tại mỏ khai thác ở Nam Phi. Cremo biên soạn những phát hiện của mình thành cuốn sách nổi tiếng với tựa đề Khảo cổ học ngăn cấm, lịch sử bị che khuất của loài người. Marx mô tả các khối cầu Klerksdorp có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với bề mặt rất cứng và cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy chúng khá kỳ lạ và khó hiểu. Cremo cho biết, không có gì công bố về khối cầu mang tính khoa học. Chúng được tìm thấy trong mỏ đá cao lanh Pyrophyllite, gần thị trấn nhỏ Otosdan ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này hình thành từ trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước đây. Đây là loại khoáng sản khá mềm với chỉ số 3 trong thang Dormouse, là thang đo từ 1 đến 10 để phân loại độ cứng của khoáng vật, trong đó đá thao mềm nhất, kim cương cứng nhất. Các khối cầu có cấu trúc dạng sợi bên trong và một lớp vỏ bọc bên ngoài cứng như thép, không thể bị trầy xước. Khối cầu Klerksdorp có kích thước 30 đến 50 mm hoàn hảo, cùng các đường rãnh đồng cứng không thể bị trầy xước, giống như được khắc bằng tay đầy khéo léo. Bên trong khối cầu là một chất giống như than củi, nhưng mềm và xốp như bông. Theo Cremo và một số nhà nghiên cứu khác, những khối cầu Klerksdorp thêm vào bằng chứng cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước thời điểm mà chúng ta vẫn thường nhận định. Thể theo thuyết tiến hóa, các khối cầu được tìm thấy ở châu Phi có niên đại từ thời con người còn chưa tồn tại trên trái đất. Điều này thực sự vô cùng khó hiểu nếu dựa trên các tri thức hiện hữu. Liệu có thực rằng quả cầu Klerksdorp là bằng chứng bổ sung cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước mốc niên đại được nhìn nhận bấy lâu? Giả thuyết cho rằng trái đất từng là nơi cư ngụ của các dạng sống khác từ quá khứ xa xưa, từ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước, đã làm dấy lên vô số tranh luận trong giới nghiên cứu và học giả. Nhiều ý kiến cho rằng khối cầu là sản phẩm của quá trình tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Có thể vi khuẩn đã giúp hình thành nên các khối cầu, hoặc giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Nhiều người cho rằng khối cầu Klerksdorp hình thành do quá trình tự nhiên, gọi là kết hạch, nghĩa là sự tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Một vài khối cầu Klerksdorp có hình dạng elip với đường vân thô xung quanh khu vực trung tâm, nhưng số khác lại có hình dạng và tỷ lệ cân đối. Các đường rãnh xung quanh chúng trông rất thẳng, giống như ai đó khắc bằng tay, rất ít khả năng chúng hình thành một cách tự nhiên. Năm 2002, Bảo tàng Klerksdorp đăng tải lá thư của John Hunt ở Petersburg, Nam Phi, trên trang web tuyên bố đưa ra trong bức thư chưa được xác minh và sau đó nó bị gỡ bỏ. Hunt nói rằng một trong những khối cầu đã được kiểm tra tại Viện Không gian California, Mỹ. Các nhà khoa học đi đến kết luận khối cầu có tính chất cân đối rất cao, vượt quá giới hạn công nghệ đo lường của họ. Nó cách sự hoàn hảo tuyệt đối, chỉ 1/100.000 inch, trong đó 1 inch bằng 2,54 cm. Tại Utah, người ta cũng tìm thấy các khối cầu tương tự, gọi là viên bi Moqui hoặc quả bóng Moqui, với niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi. Viên bi Moqui có lõi bên trong bằng cát và lớp vỏ bên ngoài cứng, làm từ oxit sắt. Thí nghiệm của Heinrich trên một trong số những khối cầu Klerksdorp cho thấy nó có thành phần là hematite, khoáng vật của oxit sắt. Heinrich cũng phát hiện một khối cầu Klerksdorp khác làm từ khoáng vật wundertonic cùng với hematite và gatite, một oxit sắt ngậm nước. Theo tiến sĩ Carrie Weber thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, Mỹ, vi khuẩn có thể đã giúp hình thành nên các khối cầu như là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của chúng. Nhà địa chất Dave Crosby tiến hành nghiên cứu ở Utah, nơi phát hiện ra các viên bi Moqui, ban đầu đưa ra giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Crosby không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác động của vụ va chạm thiên thạch. Sau đó, ông phát triển một giả thuyết liên quan đến việc nước mưa làm hòa tan sắt, các khoáng chất và mang chúng xuống mạch nước ngầm. Khi đó, sắt sẽ được tích tụ ở xung quanh các hạt cát, hình thành nên khối cầu. Cremo và một số nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm cho rằng OOPArt là bằng chứng của nền văn minh tiên tiến thời tiền sử. Giới khoa học cần dũng cảm và sẵn sàng hơn để thừa nhận bằng chứng có thể đối lập với nhận thức phổ biến hiện nay. Có thể nói, khối cầu Klerksdorp 2,8 tỷ tuổi hay những viên bi Moqui là những đại diện đưa ta trở lại thời điểm đầu tiên của trái đất, nơi mà sức mạnh và tác động của tự nhiên đã tạo nên một hành tinh mới. Nó không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Dù đã được nghiên cứu rất kỹ và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được chính xác tác nhân gây ra sự hình thành của những khối cầu này. Tuy nhiên, việc đặt ra nghi ngờ về thuyết lịch sử bị che khuất của loài người là điều rất đáng quan tâm và cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng loài người đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu trước cả khi chúng ta nghĩ, và có một số bằng chứng để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, việc chứng minh đầy đủ và xác thực thông tin này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Những phát hiện khoa học mới nhất về khối cầu 2,8 tỷ tuổi đã đưa ra nhiều giả thuyết mới và những tình tiết bất ngờ trong quá khứ loài người, cùng với đó là các bí ẩn của quá khứ trái đất, có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử và giải đáp những câu hỏi đang đặt ra. Việc khai quật và khám phá thêm về lịch sử trái đất có thể mở ra những trang mới của sự hiểu biết và tri thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự thật về quá khứ của trái đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của loài người mà còn mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ trong tương lai. Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thổ sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn, có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra, vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ, và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ, và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Bang. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất, và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó quá trình Big Bang và Big Bang lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả. Có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ. Công cuộc tìm kiếm hành tinh giống trái đất là một trong những nỗ lực khoa học quan trọng của con người nhằm tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm khắp các ngôi sao trong vũ trụ, sử dụng những công cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm ra những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Và mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện cặp hành tinh có thể sống được, và đặc biệt hơn, một trong hai hành tinh giống trái đất đến bất ngờ. Nằm trong hệ sao lùn đỏ LHS 1140, còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 mặt trời nhưng đã 5 tỷ năm tuổi. Tiến sĩ Jorge Lillo-Box từ Trung tâm Thiên văn học CSIC-INTA, Tây Ban Nha và các cộng sự đã thu thập 113 bộ dữ liệu quan sát bằng kỹ thuật vận tốc xuyên tâm mà thiết bị quang phổ ESPRESSO của Đài Thiên văn Nam Âu và vệ tinh TESS của NASA thu thập được về vùng không gian quanh sao lùn đỏ này. Kết quả cho thấy, hành tinh gần hơn mang tên LHS 1140b là một siêu trái đất quay quanh sao mẹ mỗi 3,77 ngày, có khối lượng bằng 6,5 lần trái đất. Hành tinh thứ hai là LHS 1140C bằng 1,8 khối lượng trái đất và quay quanh sao mẹ mỗi 24,7 ngày. Cả hai hành tinh đều thuộc vùng sự sống của ngôi sao mẹ, tức đủ các điều kiện để sở hữu nước lỏng và một khí hậu phù hợp với các sinh vật tương tự sinh vật trái đất. Ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của đại dương sâu khoảng 670 đến 779 km. Bản thân hành tinh LHS 1140b được các tác giả ví như người anh em song sinh của trái đất. Như chúng ta đã biết, để sự sống tồn tại, một hành tinh phải có nước lỏng trên bề mặt và giữ được bầu khí quyển. Khi các ngôi sao lùn đỏ còn trẻ, chúng thường phát ra bức xạ có thể gây hại cho bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh chúng. Trong trường hợp này, với kích thước lớn của hành tinh, có nghĩa là đại dương magma có thể đã tồn tại trên bề mặt của nó hàng triệu năm. Đại dương dung nham sôi sục này có thể cung cấp hơi nước vào bầu khí quyển rất lâu sau khi ngôi sao trở lại trạng thái phát sáng ổn định như hiện tại và bổ sung nước cho hành tinh. Hệ sao này còn có một hành tinh LHS 1140D quay quanh sao mẹ mỗi 78,9 ngày, nặng hơn trái đất 4,8 lần. Tuy nhiên, nó có vẻ là một hành tinh băng giá, quá lạnh để có thể ở được. Phát hiện thiên hà xa xôi nhất, phát ra tia gamma. Các nhà thiên văn học công bố phát hiện tia gamma hiếm, phát từ một hạt nhân thiên hà cổ xưa, cách xa hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ các thiên hà trong vũ trụ có thể giải phóng tia gamma. Những chùm photon năng lượng cao này được cho là bắt nguồn từ vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng cư trú tại trung tâm của thiên hà. Khi điều đó xảy ra, chúng được gọi là các thiên hà đang hoạt động. Giới thiên văn học ước tính chỉ dưới 1% những thiên hà đang hoạt động phát ra tia gamma hướng về phía trái đất. Hạt nhân của những thiên hà hiếm hoi này khi đó được gọi là blazar. Đây là một trong những nguồn bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Blazar có hai loại, một là chuẩn tinh vô tuyến phổ phẳng FSRQS và hai là vật thể BL Lacerty. Trong khi FSRQS là hạt nhân của những thiên hà tương đối trẻ, với nhiều khí bụi bao quanh hố đen, vật thể BL Lacerty là những FSRQS đã tiến hóa sau khi tiêu hao một lượng lớn vật chất để nuôi hố đen. Có thể so sánh, FSRQ giống một người mới trưởng thành, trong khi BL Lacerty đại diện cho người già. BL Lacerty xa xôi và cổ xưa nhất từng được khám phá trước đây, nằm cách chúng ta khoảng 11,3 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi sự kiện phóng tia gamma xảy ra, vũ trụ của chúng ta mới trải qua khoảng 2,5 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu xuất bản gần đây trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal Letters, các nhà thiên văn học cho biết kỷ lục này đã bị vượt qua bởi một BL Lacerty mới được khám phá, có tên là 4FGL J1219+3653. Nó nằm cách chúng ta tới 12,1 tỷ năm ánh sáng và giải phóng chùm tia gamma vào thời điểm vũ trụ mới 1,7 tỷ năm tuổi. Để so sánh, FSRQ cổ xưa nhất từng được biết đến xảy ra sau vụ nổ Big Bang khoảng 1 tỷ năm. Phát hiện này đã thách thức giả thuyết hiện tại rằng BL Lacerty là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của FSRQ, khiến các nhà thiên văn học phải xem xét lại về sự tiến hóa của blazar cũng như các thiên hà đang hoạt động. Kinh hoàng về vụ phun trào núi lửa trên sao Kim. Trái đất đã xảy ra những vụ phun trào núi lửa thảm khốc như núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, núi Pioli vào năm 1902. Tuy nhiên, những vụ trên được đánh giá chưa kinh hoàng bằng những vụ phun trào núi lửa trên sao Kim gần đây. Hình ảnh được tạo ra bởi Peter Rubin và đã được giới thiệu là hình ảnh thiên văn trong ngày của NASA. Theo NASA, bằng chứng về các núi lửa hiện đang hoạt động trên sao Kim đã được công bố vào đầu năm 2022 với sự ấm lên không giải thích được của các khu vực được cho là chỉ chứa các núi lửa cổ đại. Mặc dù những hình ảnh quy mô lớn của sao Kim đã được chụp bằng radar, nhưng những đám mây axit sulfuric dày sẽ ngăn cản việc thu nhận hình ảnh ánh sáng quang học. Tuy nhiên, một nghệ sĩ đã tái tạo lại một ngọn núi lửa đang phun trào ở sao Kim một cách rõ ràng. Trong hình ảnh, có thể thấy một chùm khổng lồ xuất phát từ một ngọn núi lửa đang phun trào, trong khi một cánh đồng dung nham rộng lớn bao phủ bề mặt hành tinh. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt thiêu đốt khoảng 464 độ C, đủ nóng để nấu chảy cả trì. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng núi lửa có thể đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời trên sao Kim. NASA cho biết thêm, chúng có thể đẩy các sản phẩm hóa học vào tầng khí quyển phía trên mát hơn, nơi các vi khuẩn có thể trôi nổi. Hình ảnh được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên sao Kim. Trước đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Cardiff đã phát hiện ra một phân tử hiếm có tên là phosphine trong các đám mây của sao Kim. Phosphine thường được giải phóng từ các vi sinh vật không sử dụng oxy để hô hấp, vì vậy các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó đã suy đoán sao Kim có thể đang tồn tại sự sống. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy sự sống trên sao Kim đã bị dập tắt bởi trong một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng phosphine trên sao Kim không phải là bằng chứng về mặt sinh học mà nó là bằng chứng về mặt địa chất, cho thấy sự bùng nổ của núi lửa ngày nay. hoặc trong quá khứ rất gần đây, chúng đã đẩy một lượng nhỏ phosphide từ lòng đất lên bề mặt sao Kim dưới dạng bụi núi lửa. Sau đó, lượng phosphide này phản ứng với axit sulfuric để tạo thành phosphin. Sự sống ngoài trái đất luôn là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã gửi các phi thuyền, hướng kính viễn vọng đến các hành tinh và mặt trăng thuộc hệ mặt trời và xa hơn nữa để tìm kiếm các tín hiệu sinh học ngoài trái đất. Ở quanh một hành tinh xa xôi tới nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai thế giới sự sống đã vô tình phun thẳng vào tàu NASA, thứ có thể gợi ý về một đại dương giống trái đất. Theo tờ Space, dữ liệu thú vị đó đã bị bỏ sót trong gần 4 thập kỷ, khi các nhà khoa học thế giới nỗ lực phân tích kho báu của Voyager 2, một trong những tàu vũ trụ từng đi xa nhất của NASA, đã bắt đầu tiến vào không gian giữa các vì sao. Đó là phần dữ liệu về sao Thiên Vương, hành tinh xếp thứ 7 trong hệ mặt trời. Trong số các mặt trăng quay quanh nó, có hai thế giới thú vị là Ariel và Miranda, được đặt tên theo nhân vật trong một vở kịch của Shakespeare, thay vì theo các vị thần Hy Lạp và La Mã như các mặt trăng của những hành tinh khác. Cơ chế mà chúng làm điều này chưa được biết, nhưng có một cơ chế mà theo các nhà thiên văn là rất trêu người. Chúng có thể sở hữu đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ, những cái nổi tiếng là mặt trăng sự sống của hệ mặt trời. Cách chúng giải phóng các trùng vật chất phân từ đại dương lên cũng rất giống cách mà Europa và Enceladus đã làm. Tác giả chính Ian Cohen từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ, nói: "Không có gì lạ khi các phép đo hạt năng lượng là tiền đề để khám phá các thế giới đại dương." Như vậy, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cohen đã nhặt thêm được hai thế giới đại dương tiềm năng mà NASA vốn rất chào đón trong chuỗi dài những hoạt động tìm kiếm các thế giới có khả năng bảo tồn sự sống. Điều này chỉ ra giá trị của một sứ mệnh tiềm năng trong tương lai là đưa một tàu vũ trụ chuyên trách tiếp cận sao Thiên Vương và các mặt trăng bí ẩn của nó, với số đếm được đã lên tới 27. Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc. Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của hệ mặt trời. Sao Mộc là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, với vô số cơn bão khác nhau. Nhưng cơn bão nổi tiếng nhất lại có tên là vết đỏ lớn. Các nhà khoa học dự đoán rằng cơn bão này mạnh đến mức có thể nuốt chửng được cả trái đất. Nó lọt vào tầm mắt quan sát của nhân loại trên địa cầu từ năm 1830. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão cực lớn nằm trong tầng đối lưu của sao Mộc từ 0 đến 50 km, đã tồn tại hơn 350 năm. Gió bên ngoài của nó có tốc độ rất cao, đạt 430 đến 680 km/h, trong khi gió ngoại vi của nó thấp hơn một chút, dưới 430 km/h. Khu vực bên trong của nó, tức là mắt bão, lại hoàn toàn ngược lại, tương đối yên tĩnh và ổn định, không có mây và luồng không khí mạnh. Nhưng sự sống có tồn tại trong vùng mắt bão này hay không, thực ra lại không liên quan trực tiếp đến việc biến động của cơn bão. Môi trường ở đó có thể yên tĩnh, nhưng cũng có thể không thích hợp để sự sống tồn tại. Hiện tại, chúng ta biết rằng bầu khí quyển của sao Mộc có thể được chia thành 4 lớp, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Tuy nhiên, sao Mộc không có bề mặt rắn, nên tầng đối lưu và phần chất lỏng bên trong hành tinh chuyển tiếp giống như hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, bầu khí quyển của nó chủ yếu bao gồm hydro và heli, chỉ có một phần nhỏ các hợp chất khác bao gồm metan, ammoniac, hydro sunfua và nước. Tầng đối lưu của sao Mộc là nơi có nhiệt độ giảm dần theo độ cao, do đó nó có thể chứa một số loại mây, bao gồm ammoniac, nước và hydro sunfua. Các cơn bão của sao Mộc có thể được gây ra bởi lớp mỏng bên dưới các đám mây nước, nơi đã quan sát thấy các tia sét. Theo các nguồn dữ liệu khác nhau, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng đối lưu của sao Mộc cũng rất khác nhau. Hiện tại, người ta chấp nhận rằng tầng đối lưu của hành tinh này kéo dài lên trên khoảng 50 km từ lớp mây nhìn thấy được, hoặc mức áp suất 1/3. Trong đó, nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng -163 độ C lên khoảng 67 độ C. Tầng đối lưu của sao Mộc chủ yếu bao gồm hydro và heli, đồng thời chứa một lượng nhỏ nước, ammoniac, amoni sunfua và các chất khác. Những vật chất này tạo thành những đám mây có màu sắc và mật độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau. Các dải tinh thể băng màu trắng trong các đám mây cao nhất được gọi là các vùng, trong khi các dải amoni sunfua màu nâu đỏ trong các đám mây thấp nhất được gọi là các vành đai. Tất nhiên, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng bình lưu của sao Mộc cũng khác nhau giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Nói chung, tầng bình lưu kéo dài khoảng 200 km trở lên từ tầng đối lưu, theo đó, nhiệt độ giảm từ khoảng 67 độ C xuống khoảng -163 độ C. Những đám mây cao nhất được làm từ các tinh thể băng, tạo thành vòng tròn cực quang gần cực. Ngoài ra còn có những thay đổi tốc độ gió mạnh và phức tạp trong tầng bình lưu của sao Mộc, dẫn đến các cấu trúc xoáy khác nhau và hiện tượng bão. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của một trong những phân tử hydroxanua với sự hiện diện của các luồng gió mạnh gần các cực với tốc độ khoảng 400 m/giây. Những cơn gió đó tương đương với 1450 km/h, gấp hơn 3 lần tốc độ gió đo được trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất trên trái đất. Theo đó, có nhiều người cho rằng sự sống rất khó để có thể tồn tại trong vùng mắt bão của sao Mộc, bởi bầu khí quyển của sao Mộc chứa một lượng lớn khí độc như ammoniac, metan và hydrosulfur, gây tử vong cho hầu hết các dạng sống. Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ khả năng có sự sống trong bầu khí quyển của sao Mộc, nhưng ít nhất là cho đến nay, không có dấu vết nào của sự sống được tìm thấy tại đây. Tuy nhiên, một số mặt trăng của sao Mộc, chẳng hạn như Europa, hiện đang được các nhà khoa học tin rằng nó có thể có các đại dương nước lỏng ẩn dưới bề mặt đóng băng. Thêm vào đó là lực thủy triều, núi lửa băng do các hoạt động băng trên bề mặt mặt trăng đang hoạt động gây ra, có thể tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho một số sinh vật trên trái đất, hoặc ở đây đã và đang tồn tại sự sống của một số vi sinh vật mà chúng ta chưa từng biết đến. Trực thăng robot, sứ mệnh săn tìm sinh vật ngoài trái đất trên Titan, mặt trăng của sao Thổ. Một chiếc trực thăng robot mang tên Dragonfly sẽ trở thành bạn đồng hành của mặt trăng sao Thổ Titan, nơi NASA từng ví như một trái đất thứ hai. Dragonfly, hay còn gọi là chuồn chuồn, đang được chuẩn bị và sẽ rời trái đất vào năm 2027, dự kiến tới năm 2030 sẽ tiếp cận được phiên bản ngoài hành tinh của trái đất. Dragonfly có hình dạng như một chiếc trực thăng, là tàu vũ trụ dạng đổ bộ và cũng là một dạng robot có thể tự hoạt động một số chức năng. NASA tuyên bố rõ ràng nó sẽ là một tàu săn sự sống ngoài hành tinh, hoặc ít ra tìm ra các yếu tố tiền thân của sự sống đang được hình thành trên mặt trăng bí ẩn này. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ chính những gì đã xảy ra trên trái đất cổ đại, khiến sự sống có thể ra đời, một chuỗi phản ứng đầy hấp dẫn của cái gọi là hóa học tiền sinh học. Thành phần hóa học phức tạp, giàu carbon, đại dương nước ngầm và các yếu tố hấp dẫn ngay trên bề mặt, bao gồm cảnh quan có các đặc điểm giống trái đất, khiến Titan trở thành miền đất hứa của NASA từ lâu, bên cạnh các mặt trăng khác như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ. Robot thám hiểm này của NASA sẽ mang theo một máy quang phổ khối Dragonfly được thiết kế để làm cầu nối với các nhà khoa học trái đất, giúp họ nghiên cứu từ xa bề mặt của Titan. Tiến sĩ Melissa Chenar từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, chúng tôi muốn biết liệu loại hóa học có thể quan trọng đối với các hệ thống tiền sinh hóa sơ khai trên trái đất có đang diễn ra trên Titan hay không. Máy quang phổ khối Dragonfly sẽ quét các bề mặt trên Titan để tìm điều nó cần khám phá. Để mang máy quang phổ khối này đến nhiều điểm, tàu này sẽ khởi động cánh quạt và bay những chặng ngắn vài dặm, điều rất phù hợp với trọng lượng thấp và khí quyển dày đặc của Titan. Các mẫu vật được thu thập sẽ được chiếu tia laser và đo đạc những thứ bị bốc hơi ngay trong phòng thí nghiệm mini của máy quang phổ khối này, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Trong thế giới khoa học hiện đại, việc tìm kiếm các bằng chứng và hóa thạch để xây dựng lại câu chuyện lịch sử của loài người vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và gần đây, với sự xuất hiện của một khối cầu đá có niên đại 2,8 tỷ năm tại châu Phi, đã đặt ra nghi vấn mới về thuyết lịch sử của loài người. Liệu rằng chúng ta có thể phải viết lại toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người? Tại một mỏ khai thác ở Nam Phi, sự xuất hiện của 4 quả cầu tròn không thuộc về hành tinh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Theo Epoch Times, OOPArt, tên đầy đủ là Out of Place Artifact, nghĩa là đồ tạo tác không phù hợp với niên đại, là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng. OOPArt thường khiến các nhà khoa học theo lối suy nghĩ thông thường phải đau đầu, kích thích họ tìm ra lý thuyết mới thay thế, đồng thời khơi mào nhiều cuộc tranh luận. Nhà nghiên cứu văn hóa thời tiền sử Michael Cremo, người đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập thông tin về đồ tạo tác OOPArt. Năm 1984, Cremo liên lạc với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp, Nam Phi, để nghiên cứu các khối cầu kỳ lạ gọi là Klerksdorp hiện đang lưu giữ ở đây. Chúng được tìm thấy tại mỏ khai thác ở Nam Phi. Cremo biên soạn những phát hiện của mình thành cuốn sách nổi tiếng với tựa đề Khảo cổ học ngăn cấm, lịch sử bị che khuất của loài người. Maximo tả các khối cầu Klerksdorp có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với bề mặt rất cứng và cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy chúng khá kỳ lạ và khó hiểu. Cremo cho biết, không có gì công bố về khối cầu mang tính khoa học. Chúng được tìm thấy trong mỏ đá cao lanh Pyrophyllite gần thị trấn nhỏ Otosdan ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này hình thành từ trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước đây. Đây là loại khoáng sản khá mềm với chỉ số 3 trong thang đo Morse, là thang đo từ 1 đến 10 để phân loại độ cứng của khoáng vật, trong đó đá thao mềm nhất, kim cương cứng nhất. Các khối cầu có cấu trúc dạng sợi bên trong và một lớp vỏ bọc bên ngoài cứng như thép, không thể bị trầy xước. Khối cầu Klerksdorp có kích thước 30 đến 50 mm hoàn hảo, cùng các đường rãnh đồng cứng không thể bị trầy xước, giống như được khắc bằng tay đầy khéo léo. Bên trong khối cầu là một chất giống như than củi, nhưng mềm và xốp như bông. Theo Cremo và một số nhà nghiên cứu khác, những khối cầu Klerksdorp thêm vào bằng chứng cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước thời điểm mà chúng ta vẫn thường nhận định. Thể theo thuyết tiến hóa, các khối cầu được tìm thấy ở châu Phi có niên đại từ thời con người còn chưa tồn tại trên trái đất. Điều này thực sự vô cùng khó hiểu nếu dựa trên các tri thức hiện hữu. Liệu có thực rằng quả cầu Klerksdorp là bằng chứng bổ sung cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước mốc niên đại được nhìn nhận bấy lâu? Giả thuyết cho rằng trái đất từng là nơi cư ngụ của các dạng sống khác từ quá khứ xa xưa, từ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước, đã làm dấy lên vô số tranh luận trong giới nghiên cứu và học giả. Nhiều ý kiến cho rằng khối cầu là sản phẩm của quá trình tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Có thể vi khuẩn đã giúp hình thành nên các khối cầu, hoặc giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Nhiều người cho rằng khối cầu Klerksdorp hình thành do quá trình tự nhiên, gọi là kết hạch, nghĩa là sự tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Một vài khối cầu Klerksdorp có hình dạng elip với đường vân thô xung quanh khu vực trung tâm, nhưng số khác lại có hình dạng và tỷ lệ cân đối. Các đường rãnh xung quanh chúng trông rất thẳng, giống như ai đó khắc bằng tay, rất ít khả năng chúng hình thành một cách tự nhiên. Năm 2002, Bảo tàng Klerksdorp đăng tải lá thư của John Hunt ở Petersburg, Nam Phi, trên trang web tuyên bố đưa ra trong bức thư chưa được xác minh và sau đó nó bị gỡ bỏ. Hunt nói rằng một trong những khối cầu đã được kiểm tra tại Viện Không gian California, Mỹ. Các nhà khoa học đi đến kết luận khối cầu có tính chất cân đối rất cao, vượt quá giới hạn công nghệ đo lường của họ. Nó cách sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ 1/100.000 inch, trong đó 1 inch bằng 2,54 cm. Tại Utah, người ta cũng tìm thấy các khối cầu tương tự, gọi là viên bi Moqui hoặc quả bóng Moqui, với niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi. Viên bi Moqui có lõi bên trong bằng cát và lớp vỏ bên ngoài cứng, làm từ oxit sắt. Thí nghiệm của Heinrich trên một trong số những khối cầu Klerksdorp cho thấy nó có thành phần là hematite, khoáng vật của oxit sắt. Heinrich cũng phát hiện một khối cầu Klerksdorp khác làm từ khoáng vật wallactonic cùng với hematite và gattite, một oxit sắt ngậm nước. Theo tiến sĩ Carrie Weber thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, Mỹ, vi khuẩn có thể đã giúp hình thành nên các khối cầu như là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của chúng. Nhà địa chất Dave Crosby tiến hành nghiên cứu ở Utah, nơi phát hiện ra các viên bi Moqui, ban đầu đưa ra giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Crosby không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác động của vụ va chạm thiên thạch. Sau đó, ông phát triển một giả thuyết liên quan đến việc nước mưa làm hòa tan sắt, các khoáng chất và mang chúng xuống mạch nước ngầm. Khi đó, sắt sẽ được tích tụ ở xung quanh các hạt cát, hình thành nên khối cầu. Cremo và một số nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm cho rằng OOPArt là bằng chứng của nền văn minh tiên tiến thời tiền sử. giới khoa học cần dũng cảm và sẵn sàng hơn để thừa nhận bằng chứng có thể đối lập với nhận thức phổ biến hiện nay. Có thể nói, khối cầu Klerksdorp 2,8 tỷ tuổi hay những viên bi Moqui là những đại diện đưa ta trở lại thời điểm đầu tiên của trái đất, nơi mà sức mạnh và tác động của tự nhiên đã tạo nên một hành tinh mới. Nó không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Dù đã được nghiên cứu rất kỹ và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được chính xác tác nhân gây ra sự hình thành của những khối cầu này. Tuy nhiên, việc đặt ra nghi ngờ về thuyết lịch sử bị che khuất của loài người là điều rất đáng quan tâm và cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng loài người đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu trước cả khi chúng ta nghĩ, và có một số bằng chứng để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, việc chứng minh đầy đủ và xác thực thông tin này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Những phát hiện khoa học mới nhất về khối cầu 2,8 tỷ tuổi đã đưa ra nhiều giả thuyết mới và những tình tiết bất ngờ trong quá khứ loài người. Cùng với đó là các bí ẩn của quá khứ trái đất có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử và giải đáp những câu hỏi đang đặt ra. Việc khai quật và khám phá thêm về lịch sử trái đất có thể mở ra những trang mới của sự hiểu biết và tri thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự thật về quá khứ của trái đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của loài người mà còn mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ trong tương lai. Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra, vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ, và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ, và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Crunch. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất, và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó quá trình Big Bang và Big Crunch lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả, có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ. Công cuộc tìm kiếm hành tinh giống trái đất là một trong những nỗ lực khoa học quan trọng của con người nhằm tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm khắp các ngôi sao trong vũ trụ, sử dụng những công cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm ra những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Và mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện cặp hành tinh có thể sống được và đặc biệt hơn, một trong hai hành tinh giống trái đất đến bất ngờ. Nằm trong hệ sao lùn đỏ LHS 1140, còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 mặt trời nhưng đã 5 tỷ năm tuổi. Tiến sĩ Jorge Lillo-Box từ Trung tâm Thiên văn học CSIC-INTA, Tây Ban Nha và các cộng sự đã thu thập 113 bộ dữ liệu quan sát bằng kỹ thuật vận tốc xuyên tâm mà thiết bị quang phổ ESPRESSO của Đài Thiên văn Nam Âu và vệ tinh TESS của NASA thu thập được về vùng không gian quanh sao lùn đỏ này. Kết quả cho thấy, hành tinh gần hơn mang tên LHS 1140b là một siêu trái đất quay quanh sao mẹ mỗi 3,77 ngày, có khối lượng bằng 6,5 lần trái đất. Hành tinh thứ hai là LHS 1140c bằng 1,8 khối lượng trái đất và quay quanh sao mẹ mỗi 24,7 ngày. Cả hai hành tinh đều thuộc vùng sự sống của ngôi sao mẹ, tức đủ các điều kiện để sở hữu nước lỏng và một khí hậu phù hợp với các sinh vật tương tự sinh vật trái đất. Ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của đại dương sâu khoảng 670 đến 779 km. Bản thân hành tinh LHS 1140b được các tác giả ví như người anh em song sinh của trái đất. Như chúng ta đã biết, để sự sống tồn tại, một hành tinh phải có nước lỏng trên bề mặt và giữ được bầu khí quyển. Khi các ngôi sao lùn đỏ còn trẻ, chúng thường phát ra bức xạ có thể gây hại cho bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh chúng. Trong trường hợp này, với kích thước lớn của hành tinh, có nghĩa là đại dương magma có thể đã tồn tại trên bề mặt của nó hàng triệu năm. Đại dương dung nham sôi sục này có thể cung cấp hơi nước vào bầu khí quyển rất lâu sau khi ngôi sao trở lại trạng thái phát sáng ổn định như hiện tại và bổ sung nước cho hành tinh. Hệ sao này còn có một hành tinh LHS 1140d quay quanh sao mẹ mỗi 78,9 ngày, nặng hơn trái đất 4,8 lần. Tuy nhiên, nó có vẻ là một hành tinh băng giá, quá lạnh để có thể ở được. Phát hiện thiên hà xa xôi nhất phát ra tia gamma. Các nhà thiên văn học công bố phát hiện tia gamma hiếm, phát từ một hạt nhân thiên hà cổ xưa, cách xa hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ các thiên hà trong vũ trụ có thể giải phóng tia gamma. Những chùm photon năng lượng cao này được cho là bắt nguồn từ vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng, cư trú tại trung tâm của thiên hà. Khi điều đó xảy ra, chúng được gọi là các thiên hà đang hoạt động. Giới thiên văn học ước tính chỉ dưới 1% những thiên hà đang hoạt động phát ra tia gamma hướng về phía trái đất. Hạt nhân của những thiên hà hiếm hoi này khi đó được gọi là blazar. Đây là một trong những nguồn bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Blazar có hai loại. Một là chuẩn tinh vô tuyến phổ phẳng FSRQS và hai là vật thể BL-LACERTY. Trong khi FSRQS là hạt nhân của những thiên hà tương đối trẻ, với nhiều khí bụi bao quanh hố đen, vật thể BL-LACERTY là những FSRQS đã tiến hóa sau khi tiêu hao một lượng lớn vật chất để nuôi hố đen. Có thể so sánh, FSRQ giống một người mới trưởng thành, trong khi BL-LACERTY đại diện cho người già. BL-LACERTY xa xôi và cổ xưa nhất từng được khám phá trước đây, nằm cách chúng ta khoảng 11,3 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi sự kiện phóng tia gamma xảy ra, vũ trụ của chúng ta mới trải qua khoảng 2,5 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu xuất bản gần đây trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal Letters, các nhà thiên văn học cho biết kỷ lục này đã bị vượt qua bởi một BL-LACERTY mới được khám phá, có tên là 4FGL J1219+3653. Nó nằm cách chúng ta tới 12,1 tỷ năm ánh sáng và giải phóng chùm tia gamma vào thời điểm vũ trụ mới 1,7 tỷ năm tuổi. Để so sánh, FSRQ cổ xưa nhất từng được biết đến xảy ra sau vụ nổ Big Bang khoảng 1 tỷ năm. Phát hiện này đã thách thức giả thuyết hiện tại rằng BL-LACERTY là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của FSRQ, khiến các nhà thiên văn học phải xem xét lại về sự tiến hóa của blazar cũng như các thiên hà đang hoạt động. Kinh hoàng về vụ phun trào núi lửa trên sao Kim. Trái đất đã xảy ra những vụ phun trào núi lửa thảm khốc như núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, núi Pioli vào năm 1902. Tuy nhiên, những vụ trên được đánh giá chưa kinh hoàng bằng những vụ phun trào núi lửa trên sao Kim gần đây. Hình ảnh được tạo ra bởi Peter Rubin và đã được giới thiệu là hình ảnh thiên văn trong ngày của NASA. Theo NASA, bằng chứng về các núi lửa hiện đang hoạt động trên sao Kim đã được công bố vào đầu năm 2022 với sự ấm lên không giải thích được của các khu vực được cho là chỉ chứa các núi lửa cổ đại. Mặc dù những hình ảnh quy mô lớn của sao Kim đã được chụp bằng radar, nhưng những đám mây axit sulfuric dày sẽ ngăn cản việc thu nhận hình ảnh ánh sáng quang học. Tuy nhiên, một nghệ sĩ đã tái tạo lại một ngọn núi lửa đang phun trào ở sao Kim một cách rõ ràng. Trong hình ảnh, có thể thấy một chùm khổng lồ xuất phát từ một ngọn núi lửa đang phun trào, trong khi một cánh đồng dung nham rộng lớn bao phủ bề mặt hành tinh. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt thiêu đốt khoảng 464 độ C, đủ nóng để nấu chảy cả trì. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng núi lửa có thể đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời trên sao Kim. NASA cho biết thêm, chúng có thể đẩy các sản phẩm hóa học vào tầng khí quyển phía trên mát hơn, nơi các vi khuẩn có thể trôi nổi. Hình ảnh được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên sao Kim. Trước đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, dẫn đầu bởi Đại học Cardiff, đã phát hiện ra một phân tử hiếm có tên là phosphine trong các đám mây của sao Kim. Phosphine thường được giải phóng từ các vi sinh vật không sử dụng oxy để hô hấp, vì vậy các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó đã suy đoán sao Kim có thể đang tồn tại sự sống. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy sự sống trên sao Kim đã bị dập tắt bởi trong một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng phosphine trên sao Kim không phải là bằng chứng về mặt sinh học mà nó là bằng chứng về mặt địa chất, cho thấy sự bùng nổ của núi lửa ngày nay hoặc trong quá khứ rất gần đây, chúng đã đẩy một lượng nhỏ phosphine từ lòng đất lên bề mặt sao Kim dưới dạng bụi núi lửa. Sau đó, lượng phosphine này phản ứng với axit sulfuric để tạo thành phosphine. Sự sống ngoài trái đất luôn là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã gửi các phi thuyền, hướng kính viễn vọng đến các hành tinh và mặt trăng thuộc hệ mặt trời và xa hơn nữa để tìm kiếm các tín hiệu sinh học ngoài trái đất. Ở quanh một hành tinh xa xôi tới nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai thế giới sự sống đã vô tình phun thẳng vào tàu NASA, thứ có thể gợi ý về một đại dương giống trái đất. Theo tờ Space, dữ liệu thú vị đó đã bị bỏ sót trong gần 4 thập kỷ, khi các nhà khoa học thế giới nỗ lực phân tích kho báu của Voyager 2, một trong những tàu vũ trụ từng đi xa nhất của NASA, đã bắt đầu tiến vào không gian giữa các vì sao. Đó là phần dữ liệu về sao Thiên Vương, hành tinh xếp thứ 7 trong hệ mặt trời. Trong số các mặt trăng quay quanh nó, có hai thế giới thú vị là Ariel và Miranda, được đặt tên theo nhân vật trong một vở kịch của Shakespeare, thay vì theo các vị thần Hy Lạp và La Mã như các mặt trăng của những hành tinh khác. Cơ chế mà chúng làm điều này chưa được biết, nhưng có một cơ chế mà theo các nhà thiên văn là rất trêu người. Chúng có thể sở hữu đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ, những cái nổi tiếng là mặt trăng sự sống của hệ mặt trời. Cách chúng giải phóng các chùm vật chất phân từ đại dương lên cũng rất giống cách mà Europa và Enceladus đã làm. Tác giả chính Ian Cohen từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ, nói: "Không có gì lạ khi các phép đo hạt năng lượng là tiền đề để khám phá các thế giới đại dương." Như vậy, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cohen đã nhặt thêm được hai thế giới đại dương tiềm năng mà NASA vốn rất chào đón trong chuỗi dài những hoạt động tìm kiếm các thế giới có khả năng bảo tồn sự sống. Điều này chỉ ra giá trị của một sứ mệnh tiềm năng trong tương lai là đưa một tàu vũ trụ chuyên trách tiếp cận sao Thiên Vương và các mặt trăng bí ẩn của nó, với số đếm được đã lên tới 27. Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc. Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của hệ mặt trời. Sao Mộc là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, với vô số cơn bão khác nhau. Nhưng cơn bão nổi tiếng nhất lại có tên là vết đỏ lớn. Các nhà khoa học dự đoán rằng cơn bão này mạnh đến mức có thể nuốt chửng được cả trái đất. Nó lọt vào tầm mắt quan sát của nhân loại trên địa cầu từ năm 1830. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão cực lớn nằm trong tầng đối lưu của sao Mộc từ 0 đến 50 km, đã tồn tại hơn 350 năm. Gió bên ngoài của nó có tốc độ rất cao, đạt 430 đến 680 km/h, trong khi gió ngoại vi của nó thấp hơn một chút, dưới 430 km/h. Khu vực bên trong của nó, tức là mắt bão, lại hoàn toàn ngược lại, tương đối yên tĩnh và ổn định, không có mây và luồng không khí mạnh. Nhưng sự sống có tồn tại trong vùng mắt bão này hay không, thực ra lại không liên quan trực tiếp đến việc biến động của cơn bão. Môi trường ở đó có thể yên tĩnh, nhưng cũng có thể không thích hợp để sự sống tồn tại. Hiện tại, chúng ta biết rằng bầu khí quyển của sao Mộc có thể được chia thành 4 lớp, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Tuy nhiên, sao Mộc không có bề mặt rắn, nên tầng đối lưu và phần chất lỏng bên trong hành tinh chuyển tiếp giống như hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, bầu khí quyển của nó chủ yếu bao gồm hydro và heli, chỉ có một phần nhỏ các hợp chất khác bao gồm metan, ammoniac, hydro sunfua và nước. Tầng đối lưu của sao Mộc là nơi có nhiệt độ giảm dần theo độ cao, do đó nó có thể chứa một số loại mây, bao gồm ammoniac, nước và hydro sunfua. Các cơn bão của sao Mộc có thể được gây ra bởi lớp mỏng bên dưới các đám mây nước, nơi đã quan sát thấy các tia sét. Theo các nguồn dữ liệu khác nhau, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng đối lưu của sao Mộc cũng rất khác nhau. Hiện tại, người ta chấp nhận rằng tầng đối lưu của hành tinh này kéo dài lên trên khoảng 50 km từ lớp mây nhìn thấy được, hoặc mức áp suất 1/3. Trong đó, nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng -163 độ C lên khoảng 67 độ C. Tầng đối lưu của sao Mộc chủ yếu bao gồm hydro và heli, đồng thời chứa một lượng nhỏ nước, ammoniac, amoni sunfua và các chất khác. Những vật chất này tạo thành những đám mây có màu sắc và mật độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau. Các dải tinh thể băng màu trắng trong các đám mây cao nhất được gọi là các vùng, trong khi các dải amoni sunfua màu nâu đỏ trong các đám mây thấp nhất được gọi là các vành đai. Tất nhiên, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng bình lưu của sao Mộc cũng khác nhau giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Nói chung, tầng bình lưu kéo dài khoảng 200 km trở lên từ tầng đối lưu, theo đó, nhiệt độ giảm từ khoảng 67 độ C xuống khoảng -163 độ C. Những đám mây cao nhất được làm từ các tinh thể băng, tạo thành vòng tròn cực quang gần cực. Ngoài ra còn có những thay đổi tốc độ gió mạnh và phức tạp trong tầng bình lưu của sao Mộc, dẫn đến các cấu trúc xoáy khác nhau và hiện tượng bão. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của một trong những phân tử hydroxanua với sự hiện diện của các luồng gió mạnh gần các cực với tốc độ khoảng 400 m/giây. Những cơn gió đó tương đương với 1.450 km/h, gấp hơn 3 lần tốc độ gió đo được trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất trên trái đất. Theo đó, có nhiều người cho rằng sự sống rất khó để có thể tồn tại trong vùng mắt bão của sao Mộc, bởi bầu khí quyển của sao Mộc chứa một lượng lớn khí độc như ammoniac, metan và hydro sunfua, gây tử vong cho hầu hết các dạng sống. Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ khả năng có sự sống trong bầu khí quyển của sao Mộc, nhưng ít nhất là cho đến nay, không có dấu vết nào của sự sống được tìm thấy tại đây. Tuy nhiên, một số mặt trăng của sao Mộc, chẳng hạn như Europa, hiện đang được các nhà khoa học tin rằng nó có thể có các đại dương nước lỏng ẩn dưới bề mặt đóng băng. Thêm vào đó là lực thủy triều, núi lửa băng do các hoạt động băng trên bề mặt mặt trăng đang hoạt động gây ra, có thể tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho một số sinh vật trên trái đất, hoặc ở đây đã và đang tồn tại sự sống của một số vi sinh vật mà chúng ta chưa từng biết đến. Trực thăng robot, sứ mệnh săn tìm sinh vật ngoài trái đất trên Titan, mặt trăng của sao Thổ. Một chiếc trực thăng robot mang tên Dragonfly sẽ trở thành bạn đồng hành của mặt trăng sao Thổ Titan, nơi NASA từng ví như một trái đất thứ hai. Dragonfly, hay còn gọi là chuồn chuồn, đang được chuẩn bị và sẽ rời trái đất vào năm 2027, dự kiến tới năm 2030 sẽ tiếp cận được phiên bản ngoài hành tinh của trái đất. Dragonfly có hình dạng như một chiếc trực thăng, là tàu vũ trụ dạng đổ bộ và cũng là một dạng robot có thể tự hoạt động một số chức năng. NASA tuyên bố rõ ràng nó sẽ là một tàu săn sự sống ngoài hành tinh, hoặc ít ra tìm ra các yếu tố tiền thân của sự sống đang được hình thành trên mặt trăng bí ẩn này. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ chính những gì đã xảy ra trên trái đất cổ đại, khiến sự sống có thể ra đời, một chuỗi phản ứng đầy hấp dẫn của cái gọi là hóa học tiền sinh học. thành phần hóa học phức tạp, giàu carbon, đại dương nước ngầm và các yếu tố hấp dẫn ngay trên bề mặt, bao gồm cảnh quan có các đặc điểm giống trái đất, khiến Titan trở thành miền đất hứa của NASA từ lâu, bên cạnh các mặt trăng khác như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ. Robot thám hiểm này của NASA sẽ mang theo một máy quang phổ khối Dragonfly được thiết kế để làm cầu nối với các nhà khoa học trái đất, giúp họ nghiên cứu từ xa bề mặt của Titan. Tiến sĩ Melissa Chenar từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, chúng tôi muốn biết liệu loại hóa học có thể quan trọng đối với các hệ thống tiền sinh hóa sơ khai trên trái đất có đang diễn ra trên Titan hay không. Máy quang phổ khối Dragonfly sẽ quét các bề mặt trên Titan để tìm điều nó cần khám phá. Để mang máy quang phổ khối này đến nhiều điểm, tàu này sẽ khởi động cánh quạt và bay những chặng ngắn vài dặm, điều rất phù hợp với trọng lượng thấp và khí quyển dày đặc của Titan. Các mẫu vật được thu thập sẽ được chiếu tia laser và đo đạc những thứ bị bốc hơi ngay trong phòng thí nghiệm mini của máy quang phổ khối này, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Trong thế giới khoa học hiện đại, việc tìm kiếm các bằng chứng và hóa thạch để xây dựng lại câu chuyện lịch sử của loài người vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và gần đây, với sự xuất hiện của một khối cầu đá có niên đại 2,8 tỷ năm tại châu Phi, đã đặt ra nghi vấn mới về thuyết lịch sử của loài người. Liệu rằng chúng ta có thể phải viết lại toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người? Tại một mỏ khai thác ở Nam Phi, sự xuất hiện của 4 quả cầu tròn không thuộc về hành tinh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Theo Epoch Times, OOPArt, tên đầy đủ là Out of Place Artifact, nghĩa là đồ tạo tác không phù hợp với niên đại, là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng. OOPArt thường khiến các nhà khoa học theo lối suy nghĩ thông thường phải đau đầu, kích thích họ tìm ra lý thuyết mới thay thế, đồng thời khơi mào nhiều cuộc tranh luận. Nhà nghiên cứu văn hóa thời tiền sử Michael Cremo, người đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập thông tin về đồ tạo tác OOPArt. Năm 1984, Cremo liên lạc với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp Nam Phi, để nghiên cứu các khối cầu kỳ lạ gọi là Klerksdorp hiện đang lưu giữ ở đây. Chúng được tìm thấy tại mỏ khai thác ở Nam Phi. Cremo biên soạn những phát hiện của mình thành cuốn sách nổi tiếng với tựa đề Khảo cổ học ngăn cấm, lịch sử bị che khuất của loài người. Marx mô tả các khối cầu Klerksdorp có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với bề mặt rất cứng và cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy chúng khá kỳ lạ và khó hiểu. Cremo cho biết, không có gì công bố về khối cầu mang tính khoa học. Chúng được tìm thấy trong mỏ đá cao lanh Pyrophyllite, gần thị trấn nhỏ Otosdan ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này hình thành từ trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước đây. Đây là loại khoáng sản khá mềm với chỉ số 3 trong thang đo Morse, là thang đo từ 1 đến 10 để phân loại độ cứng của khoáng vật, trong đó đá thao mềm nhất, kim cương cứng nhất. Các khối cầu có cấu trúc dạng sợi bên trong và một lớp vỏ bọc bên ngoài cứng như thép, không thể bị chảy xước. Khối cầu Klerksdorp có kích thước 30 đến 50 mm hoàn hảo, cùng các đường rãnh đồng cứng không thể bị chảy xước, giống như được khắc bằng tay đầy khéo léo. Bên trong khối cầu là một chất giống như than củi, nhưng mềm và xốp như bông. Theo Cremo và một số nhà nghiên cứu khác, những khối cầu Klerksdorp thêm vào bằng chứng cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước thời điểm mà chúng ta vẫn thường nhận định. Thể theo thuyết tiến hóa, các khối cầu được tìm thấy ở châu Phi có niên đại từ thời con người còn chưa tồn tại trên trái đất. Điều này thực sự vô cùng khó hiểu nếu dựa trên các tri thức hiện hữu. Liệu có thực rằng quả cầu Klerksdorp là bằng chứng bổ sung cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước mốc niên đại được nhìn nhận bấy lâu? Giả thuyết cho rằng trái đất từng là nơi cư ngụ của các dạng sống khác từ quá khứ xa xưa, từ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước, đã làm dấy lên vô số tranh luận trong giới nghiên cứu và học giả. Nhiều ý kiến cho rằng khối cầu là sản phẩm của quá trình tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Có thể vi khuẩn đã giúp hình thành nên các khối cầu, hoặc giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Nhiều người cho rằng khối cầu Klerksdorp hình thành do quá trình tự nhiên, gọi là kết hạch, nghĩa là sự tích tụ và cứng lại của khoáng chất. một vài khối cầu Klerksdorp có hình dạng elip với đường vân thô xung quanh khu vực trung tâm, nhưng số khác lại có hình dạng và tỷ lệ cân đối. Các đường rãnh xung quanh chúng trông rất thẳng, giống như ai đó khắc bằng tay, rất ít khả năng chúng hình thành một cách tự nhiên. Năm 2002, Bảo tàng Klerksdorp đăng tải lá thư của John Hunt ở Petersburg, Nam Phi, trên trang web tuyên bố đưa ra trong bức thư chưa được xác minh và sau đó nó bị gỡ bỏ. Hunt nói rằng một trong những khối cầu đã được kiểm tra tại Viện Không gian California, Mỹ. Các nhà khoa học đi đến kết luận khối cầu có tính chất cân đối rất cao, vượt quá giới hạn công nghệ đo lường của họ. Nó cách sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ 1/100.000 inch, trong đó 1 inch bằng 2,54 cm. Tại Utah, người ta cũng tìm thấy các khối cầu tương tự, gọi là viên bi Moqui hoặc quả bóng Moqui, với niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi. Viên bi Moqui có lõi bên trong bằng cát và lớp vỏ bên ngoài cứng, làm từ oxit sắt. Thí nghiệm của Heinrich trên một trong số những khối cầu Klerksdorp cho thấy nó có thành phần là hematit, khoáng vật của oxit sắt. Heinrich cũng phát hiện một khối cầu Klerksdorp khác làm từ khoáng vật wollastonite cùng với hematit và gatite, một oxit sắt ngậm nước. Theo tiến sĩ Carrie Weber thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, Mỹ, vi khuẩn có thể đã giúp hình thành nên các khối cầu như là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của chúng. Nhà địa chất Dave Crosby tiến hành nghiên cứu ở Utah, nơi phát hiện ra các viên bi Moqui, ban đầu đưa ra giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặt lại trên cát. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Crosby không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác động của vụ va chạm thiên thạch. Sau đó, ông phát triển một giả thuyết liên quan đến việc nước mưa làm hòa tan sắt, các khoáng chất và mang chúng xuống mạch nước ngầm. Khi đó, sắt sẽ được tích tụ ở xung quanh các hạt cát, hình thành nên khối cầu. Cremo và một số nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm cho rằng OOPArt là bằng chứng của nền văn minh tiên tiến thời tiền sử. Giới khoa học cần dũng cảm và sẵn sàng hơn để thừa nhận bằng chứng có thể đối lập với nhận thức phổ biến hiện nay. Có thể nói, khối cầu Klerksdorp 2,8 tỷ tuổi hay những viên bi Moqui là những đại diện đưa ta trở lại thời điểm đầu tiên của trái đất, nơi mà sức mạnh và tác động của tự nhiên đã tạo nên một hành tinh mới. Nó không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Dù đã được nghiên cứu rất kỹ và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được chính xác tác nhân gây ra sự hình thành của những khối cầu này. Tuy nhiên, việc đặt ra nghi ngờ về thuyết lịch sử bị che khuất của loài người là điều rất đáng quan tâm và cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng loài người đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu trước cả khi chúng ta nghĩ và có một số bằng chứng để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, việc chứng minh đầy đủ và xác thực thông tin này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Những phát hiện khoa học mới nhất về khối cầu 2,8 tỷ tuổi đã đưa ra nhiều giả thuyết mới và những tình tiết bất ngờ trong quá khứ loài người, cùng với đó là các bí ẩn của quá khứ trái đất có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử và giải đáp những câu hỏi đang đặt ra. Việc khai quật và khám phá thêm về lịch sử trái đất có thể mở ra những trang mới của sự hiểu biết và tri thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự thật về quá khứ của trái đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của loài người mà còn mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ trong tương lai. Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra, vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ, và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ, và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Bang. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại, hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất, và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó quá trình Big Bang và Big Run lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả. Có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ. Công cuộc tìm kiếm hành tinh giống trái đất là một trong những nỗ lực khoa học quan trọng của con người nhằm tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm khắp các ngôi sao trong vũ trụ, sử dụng những công cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm ra những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Và mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện cặp hành tinh có thể sống được và đặc biệt hơn, một trong hai hành tinh giống trái đất đến bất ngờ. Nằm trong hệ sao lùn đỏ LHS 1140, còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 mặt trời nhưng đã 5 tỷ năm tuổi. Tiến sĩ Jorge Lillo-Box từ Trung tâm Thiên văn học CSIC-INTA, Tây Ban Nha và các cộng sự đã thu thập 113 bộ dữ liệu quan sát bằng kỹ thuật vận tốc xuyên tâm mà thiết bị quang phổ ESPRESSO của Đài Thiên văn Nam Âu và vệ tinh TESS của NASA thu thập được về vùng không gian quanh sao lùn đỏ này. Kết quả cho thấy, hành tinh gần hơn mang tên LHS 1140b là một siêu trái đất quay quanh sao mẹ mỗi 3,77 ngày, có khối lượng bằng 6,5 lần trái đất. Hành tinh thứ hai là LHS 1140C bằng 1,8 khối lượng trái đất và quay quanh sao mẹ mỗi 24,7 ngày. Cả hai hành tinh đều thuộc vùng sự sống của ngôi sao mẹ, tức đủ các điều kiện để sở hữu nước lỏng và một khí hậu phù hợp với các sinh vật tương tự sinh vật trái đất. Ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của đại dương sâu khoảng 670 đến 779 km. Bản thân hành tinh LHS 1140b được các tác giả ví như người anh em song sinh của trái đất. Như chúng ta đã biết, để sự sống tồn tại, một hành tinh phải có nước lỏng trên bề mặt và giữ được bầu khí quyển. Khi các ngôi sao lùn đỏ còn trẻ, chúng thường phát ra bức xạ có thể gây hại cho bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh chúng. Trong trường hợp này, với kích thước lớn của hành tinh, có nghĩa là đại dương magma có thể đã tồn tại trên bề mặt của nó hàng triệu năm. Đại dương dung nham sôi sục này có thể cung cấp hơi nước vào bầu khí quyển rất lâu sau khi ngôi sao trở lại trạng thái phát sáng ổn định như hiện tại và bổ sung nước cho hành tinh. Hệ sao này còn có một hành tinh LHS 1140D quay quanh sao mẹ mỗi 78,9 ngày, nặng hơn trái đất 4,8 lần. Tuy nhiên, nó có vẻ là một hành tinh băng giá, quá lạnh để có thể ở được. phát hiện thiên hà xa xôi nhất phát ra tia gamma. Các nhà thiên văn học công bố phát hiện tia gamma hiếm, phát từ một hạt nhân thiên hà cổ xưa, cách xa hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ các thiên hà trong vũ trụ có thể giải phóng tia gamma. Những chùm photon năng lượng cao này được cho là bắt nguồn từ vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng, cư trú tại trung tâm của thiên hà. Khi điều đó xảy ra, chúng được gọi là các thiên hà đang hoạt động. Giới thiên văn học ước tính, chỉ dưới 1% những thiên hà đang hoạt động phát ra tia gamma hướng về phía trái đất. Hạt nhân của những thiên hà hiếm hoi này, khi đó được gọi là blazar. Đây là một trong những nguồn bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Blazar có hai loại, một là chuẩn tinh vô tuyến phổ phẳng FSRQS và hai là vật thể B-LHC. Trong khi FSRQS là hạt nhân của những thiên hà tương đối trẻ, với nhiều khí bụi bao quanh hố đen, vật thể B-LHC là những FSRQS đã tiến hóa sau khi tiêu hao một lượng lớn vật chất để nuôi hố đen. Có thể so sánh, FSRQ giống một người mới trưởng thành, trong khi B-LHC đại diện cho người già. B-LHC xa xôi và cổ xưa nhất từng được khám phá trước đây, nằm cách chúng ta khoảng 11,3 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi sự kiện phóng tia gamma xảy ra, vũ trụ của chúng ta mới trải qua khoảng 2,5 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu xuất bản gần đây trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal Letters, các nhà thiên văn học cho biết kỷ lục này đã bị vượt qua bởi một B-LHC mới được khám phá, có tên là 4FGL J1219+3653. Nó nằm cách chúng ta tới 12,1 tỷ năm ánh sáng và giải phóng chùm tia gamma vào thời điểm vũ trụ mới 1,7 tỷ năm tuổi. Để so sánh, FSRQ cổ xưa nhất từng được biết đến xảy ra sau vụ nổ Big Bang khoảng 1 tỷ năm. Phát hiện này đã thách thức giả thuyết hiện tại rằng B-LHC là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của FSRQ, khiến các nhà thiên văn học phải xem xét lại về sự tiến hóa của blazar cũng như các thiên hà đang hoạt động. Kinh hoàng về vụ phun trào núi lửa trên sao Kim. Trái đất đã xảy ra những vụ phun trào núi lửa thảm khốc như núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, núi Pioli vào năm 1902. Tuy nhiên, những vụ trên được đánh giá chưa kinh hoàng bằng những vụ phun trào núi lửa trên sao Kim gần đây. Hình ảnh được tạo ra bởi Peter Rubin và đã được giới thiệu là hình ảnh thiên văn trong ngày của NASA. Theo NASA, bằng chứng về các núi lửa hiện đang hoạt động trên sao Kim đã được công bố vào đầu năm 2022 với sự ấm lên không giải thích được của các khu vực được cho là chỉ chứa các núi lửa cổ đại. Mặc dù những hình ảnh quy mô lớn của sao Kim đã được chụp bằng radar, nhưng những đám mây axit sulfuric dày sẽ ngăn cản việc thu nhận hình ảnh ánh sáng quang học. Tuy nhiên, một nghệ sĩ đã tái tạo lại một ngọn núi lửa đang phun trào ở sao Kim một cách rõ ràng. Trong hình ảnh, có thể thấy một chùm khổng lồ xuất phát từ một ngọn núi lửa đang phun trào, trong khi một cánh đồng dung nham rộng lớn bao phủ bề mặt hành tinh. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt thiêu đốt khoảng 464 độ C, đủ nóng để nấu chảy cả trì. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng núi lửa có thể đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời trên sao Kim. NASA cho biết thêm, chúng có thể đẩy các sản phẩm hóa học vào tầng khí quyển phía trên mát hơn, nơi các vi khuẩn có thể trôi nổi. Hình ảnh được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên sao Kim. Trước đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Cardiff đã phát hiện ra một phân tử hiếm có tên là phosphine trong các đám mây của sao Kim. Phosphine thường được giải phóng từ các vi sinh vật không sử dụng oxy để hô hấp, vì vậy các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó đã suy đoán sao Kim có thể đang tồn tại sự sống. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy sự sống trên sao Kim đã bị dập tắt bởi trong một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng phosphine trên sao Kim không phải là bằng chứng về mặt sinh học mà nó là bằng chứng về mặt địa chất, cho thấy sự bùng nổ của núi lửa ngày nay hoặc trong quá khứ rất gần đây, chúng đã đẩy một lượng nhỏ phosphine từ lòng đất lên bề mặt sao Kim dưới dạng bụi núi lửa. Sau đó, lượng phosphine này phản ứng với axit sulfuric để tạo thành phosphine. Sự sống ngoài trái đất luôn là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã gửi các phi thuyền, hướng kính viễn vọng đến các hành tinh và mặt trăng thuộc hệ mặt trời và xa hơn nữa để tìm kiếm các tín hiệu sinh học ngoài trái đất. ở quanh một hành tinh xa xôi tới nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hai thế giới sự sống đã vô tình phun thẳng vào tàu NASA, thứ có thể gợi ý về một đại dương giống trái đất. Theo tờ Space, dữ liệu thú vị đó đã bị bỏ sót trong gần 4 thập kỷ, khi các nhà khoa học thế giới nỗ lực phân tích kho báu của Voyager 2, một trong những tàu vũ trụ từng đi xa nhất của NASA, đã bắt đầu tiến vào không gian giữa các vì sao. Đó là phần dữ liệu về sao Thiên Vương, hành tinh xếp thứ 7 trong hệ mặt trời. Trong số các mặt trăng quay quanh nó, có hai thế giới thú vị là Ariel và Miranda, được đặt tên theo nhân vật trong một vở kịch của Shakespeare, thay vì theo các vị thần Hy Lạp và La Mã như các mặt trăng của những hành tinh khác. Cơ chế mà chúng làm điều này chưa được biết, nhưng có một cơ chế mà theo các nhà thiên văn là rất trêu người. Chúng có thể sở hữu đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ, những cái nổi tiếng là mặt trăng sự sống của hệ mặt trời. Cách chúng giải phóng các chủng vật chất phân từ đại dương lên cũng rất giống cách mà Europa và Enceladus đã làm. Tác giả chính Ian Cohen từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ, nói: "Không có gì lạ khi các phép đo hạt năng lượng là tiền đề để khám phá các thế giới đại dương." Như vậy, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cohen đã nhặt thêm được hai thế giới đại dương tiềm năng mà NASA vốn rất chào đón trong chuỗi dài những hoạt động tìm kiếm các thế giới có khả năng bảo tồn sự sống. Điều này chỉ ra giá trị của một sứ mệnh tiềm năng trong tương lai là đưa một tàu vũ trụ chuyên trách tiếp cận sao Thiên Vương và các mặt trăng bí ẩn của nó, với số đếm được đã lên tới 27. Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc. Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của hệ mặt trời. Sao Mộc là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, với vô số cơn bão khác nhau. Nhưng cơn bão nổi tiếng nhất lại có tên là vết đỏ lớn. Các nhà khoa học dự đoán rằng cơn bão này mạnh đến mức có thể nuốt chửng được cả trái đất. Nó lọt vào tầm mắt quan sát của nhân loại trên địa cầu từ năm 1830. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão cực lớn nằm trong tầng đối lưu của sao Mộc từ 0 đến 50 km, đã tồn tại hơn 350 năm. Gió bên ngoài của nó có tốc độ rất cao, đạt 430 đến 680 km/h, trong khi gió ngoại vi của nó thấp hơn một chút, dưới 430 km/h. Khu vực bên trong của nó, tức là mắt bão, lại hoàn toàn ngược lại, tương đối yên tĩnh và ổn định, không có mây và luồng không khí mạnh. Nhưng sự sống có tồn tại trong vùng mắt bão này hay không, thực ra lại không liên quan trực tiếp đến việc biến động của cơn bão. Môi trường ở đó có thể yên tĩnh, nhưng cũng có thể không thích hợp để sự sống tồn tại. Hiện tại, chúng ta biết rằng bầu khí quyển của sao Mộc có thể được chia thành 4 lớp, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Tuy nhiên, sao Mộc không có bề mặt rắn, nên tầng đối lưu và phần chất lỏng bên trong hành tinh chuyển tiếp giống như hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, bầu khí quyển của nó chủ yếu bao gồm hydro và heli, chỉ có một phần nhỏ các hợp chất khác bao gồm metan, ammoniac, hydrosulfur và nước. Tầng đối lưu của sao Mộc là nơi có nhiệt độ giảm dần theo độ cao, do đó nó có thể chứa một số loại mây, bao gồm ammoniac, nước và hydrosulfur. Các cơn bão của sao Mộc có thể được gây ra bởi lớp mỏng bên dưới các đám mây nước, nơi đã quan sát thấy các tia sét. Theo các nguồn dữ liệu khác nhau, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng đối lưu của sao Mộc cũng rất khác nhau. Hiện tại, người ta chấp nhận rằng tầng đối lưu của hành tinh này kéo dài lên trên khoảng 50 km từ lớp mây nhìn thấy được, hoặc mức áp suất 1/3. Trong đó, nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng -163 độ C lên khoảng 67 độ C. Tầng đối lưu của sao Mộc chủ yếu bao gồm hydro và heli, đồng thời chứa một lượng nhỏ nước, ammoniac, amoni, sunfur và các chất khác. Những vật chất này tạo thành những đám mây có màu sắc và mật độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau. Các dải tinh thể băng màu trắng trong các đám mây cao nhất được gọi là các vùng, trong khi các dải amoni sunfua màu nâu đỏ trong các đám mây thấp nhất được gọi là các vành đai. Tất nhiên, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng bình lưu của sao Mộc cũng khác nhau giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Nói chung, tầng bình lưu kéo dài khoảng 200 km trở lên từ tầng đối lưu. Theo đó, nhiệt độ giảm từ khoảng 67 độ C xuống khoảng -163 độ C. Những đám mây cao nhất được làm từ các tinh thể băng, tạo thành vòng tròn cực quang gần cực. Ngoài ra còn có những thay đổi tốc độ gió mạnh và phức tạp trong tầng bình lưu của sao Mộc, dẫn đến các cấu trúc xoáy khác nhau và hiện tượng bão. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của một trong những phân tử hydroxanua với sự hiện diện của các luồng gió mạnh gần các cực với tốc độ khoảng 400 m/giây. Những cơn gió đó tương đương với 1.450 km/h, gấp hơn 3 lần tốc độ gió đo được trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất trên trái đất. Theo đó, có nhiều người cho rằng sự sống rất khó để có thể tồn tại trong vùng mắt bão của sao Mộc, bởi bầu khí quyển của sao Mộc chứa một lượng lớn khí độc như ammoniac, metan và hydrosulfur, gây tử vong cho hầu hết các dạng sống. Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ khả năng có sự sống trong bầu khí quyển của sao Mộc, nhưng ít nhất là cho đến nay, không có dấu vết nào của sự sống được tìm thấy tại đây. Tuy nhiên, một số mặt trăng của sao Mộc, chẳng hạn như Europa, hiện đang được các nhà khoa học tin rằng nó có thể có các đại dương nước lỏng ẩn dưới bề mặt đóng băng. Thêm vào đó là lực thủy triều, núi lửa băng do các hoạt động băng trên bề mặt mặt trăng đang hoạt động gây ra, có thể tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho một số sinh vật trên trái đất, hoặc ở đây đã và đang tồn tại sự sống của một số vi sinh vật mà chúng ta chưa từng biết đến. Trực thăng robot, sứ mệnh săn tìm sinh vật ngoài trái đất trên Titan, mặt trăng của sao Thổ. Một chiếc trực thăng robot mang tên Dragonfly sẽ trở thành bạn đồng hành của mặt trăng sao Thổ Titan, nơi NASA từng ví như một trái đất thứ hai. Dragonfly, hay còn gọi là chuồn chuồn, đang được chuẩn bị và sẽ rời trái đất vào năm 2027, dự kiến tới năm 2030 sẽ tiếp cận được phiên bản ngoài hành tinh của trái đất. Dragonfly có hình dạng như một chiếc trực thăng, là tàu vũ trụ dạng đổ bộ và cũng là một dạng robot có thể tự hoạt động một số chức năng. NASA tuyên bố rõ ràng nó sẽ là một tàu săn sự sống ngoài hành tinh, hoặc ít ra tìm ra các yếu tố tiền thân của sự sống đang được hình thành trên mặt trăng bí ẩn này. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ chính những gì đã xảy ra trên trái đất cổ đại, khiến sự sống có thể ra đời, một chuỗi phản ứng đầy hấp dẫn của cái gọi là hóa học tiền sinh học. Thành phần hóa học phức tạp, giàu carbon, đại dương nước ngầm và các yếu tố hấp dẫn ngay trên bề mặt, bao gồm cảnh quan có các đặc điểm giống trái đất, khiến Titan trở thành miền đất hứa của NASA từ lâu, bên cạnh các mặt trăng khác như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ. Robot thám hiểm này của NASA sẽ mang theo một máy quang phổ khối Dragonfly được thiết kế để làm cầu nối với các nhà khoa học trái đất, giúp họ nghiên cứu từ xa bề mặt của Titan. Tiến sĩ Melissa Chenar từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, chúng tôi muốn biết liệu loại hóa học có thể quan trọng đối với các hệ thống tiền sinh hóa sơ khai trên trái đất có đang diễn ra trên Titan hay không. Máy quang phổ khối Dragonfly sẽ quét các bề mặt trên Titan để tìm điều nó cần khám phá. Để mang máy quang phổ khối này đến nhiều điểm, tàu này sẽ khởi động cánh quạt và bay những chặng ngắn vài dặm, điều rất phù hợp với trọng lượng thấp và khí quyển dày đặc của Titan. Các mẫu vật được thu thập sẽ được chiếu tia laser và đo đạc những thứ bị bốc hơi ngay trong phòng thí nghiệm mini của máy quang phổ khối này, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Trong thế giới khoa học hiện đại, việc tìm kiếm các bằng chứng và hóa thạch để xây dựng lại câu chuyện lịch sử của loài người vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và gần đây, với sự xuất hiện của một khối cầu đá có niên đại 2,8 tỷ năm tại châu Phi, đã đặt ra nghi vấn mới về thuyết lịch sử của loài người. Liệu rằng chúng ta có thể phải viết lại toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người? Tại một mỏ khai thác ở Nam Phi, sự xuất hiện của 4 quả cầu tròn không thuộc về hành tinh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Theo Epoch Times, OOPArt, tên đầy đủ là Out of Place Artifact, nghĩa là đồ tạo tác không phù hợp với niên đại, là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng. OOPArt thường khiến các nhà khoa học theo lối suy nghĩ thông thường phải đau đầu, kích thích họ tìm ra lý thuyết mới thay thế, đồng thời khơi mào nhiều cuộc tranh luận. Nhà nghiên cứu văn hóa thời tiền sử Michael Cremo, người đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập thông tin về đồ tạo tác OOPArt. Năm 1984, Cremo liên lạc với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp Nam Phi, để nghiên cứu các khối cầu kỳ lạ gọi là Klerksdorp hiện đang lưu giữ ở đây. Chúng được tìm thấy tại mỏ khai thác ở Nam Phi. Cremo biên soạn những phát hiện của mình thành cuốn sách nổi tiếng với tựa đề Khảo cổ học ngăn cấm, lịch sử bị che khuất của loài người. Marx mô tả các khối cầu Klerksdorp có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với bề mặt rất cứng và cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy chúng khá kỳ lạ và khó hiểu. Cremo cho biết, không có gì công bố về khối cầu mang tính khoa học. Chúng được tìm thấy trong mỏ đá cao lanh Pyrophyllite gần thị trấn nhỏ Otosdan ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này hình thành từ trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước đây. Đây là loại khoáng sản khá mềm với chỉ số 3 trong thang đo Morse, là thang đo từ 1 đến 10 để phân loại độ cứng của khoáng vật, trong đó đá thao mềm nhất, kim cương cứng nhất. Các khối cầu có cấu trúc dạng sợi bên trong và một lớp vỏ bọc bên ngoài cứng như thép, không thể bị trầy xước. Khối cầu Klerksdorp có kích thước 30 đến 50 mm hoàn hảo, cùng các đường rãnh đồng cứng không thể bị trầy xước, giống như được khắc bằng tay đầy khéo léo. Bên trong khối cầu là một chất giống như than củi, nhưng mềm và xốp như bông. Theo Cremo và một số nhà nghiên cứu khác, những khối cầu Klerksdorp thêm vào bằng chứng cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước thời điểm mà chúng ta vẫn thường nhận định. Thể theo thuyết tiến hóa, các khối cầu được tìm thấy ở châu Phi có niên đại từ thời con người còn chưa tồn tại trên trái đất. Điều này thực sự vô cùng khó hiểu nếu dựa trên các tri thức hiện hữu. Liệu có thực rằng quả cầu Klerksdorp là bằng chứng bổ sung cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước mốc niên đại được nhìn nhận bấy lâu? Giả thuyết cho rằng trái đất từng là nơi cư ngụ của các dạng sống khác từ quá khứ xa xưa, từ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước, đã làm dấy lên vô số tranh luận trong giới nghiên cứu và học giả. Nhiều ý kiến cho rằng khối cầu là sản phẩm của quá trình tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Có thể vi khuẩn đã giúp hình thành nên các khối cầu, hoặc giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Nhiều người cho rằng khối cầu Klerksdorp hình thành do quá trình tự nhiên, gọi là kết hạch, nghĩa là sự tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Một vài khối cầu Klerksdorp có hình dạng elip với đường vân thô xung quanh khu vực trung tâm, nhưng số khác lại có hình dạng và tỷ lệ cân đối. Các đường rãnh xung quanh chúng trông rất thẳng, giống như ai đó khắc bằng tay, rất ít khả năng chúng hình thành một cách tự nhiên. Năm 2002, Bảo tàng Klerksdorp đăng tải lá thư của John Hunt ở Petersburg, Nam Phi, trên trang web tuyên bố đưa ra trong bức thư chưa được xác minh và sau đó nó bị gỡ bỏ. Hunt nói rằng một trong những khối cầu đã được kiểm tra tại Viện Không gian California, Mỹ. Các nhà khoa học đi đến kết luận khối cầu có tính chất cân đối rất cao, vượt quá giới hạn công nghệ đo lường của họ. Nó cách sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ 1/100.000 inch, trong đó 1 inch bằng 2,54 cm. Tại Utah, người ta cũng tìm thấy các khối cầu tương tự, gọi là viên bi Moqui hoặc quả bóng Moqui, với niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi. Viên bi Moqui có lõi bên trong bằng cát và lớp vỏ bên ngoài cứng, làm từ oxit sắt. Thí nghiệm của Heinrich trên một trong số những khối cầu Klerksdorp cho thấy nó có thành phần là hematite, khoáng vật của oxit sắt. Heinrich cũng phát hiện một khối cầu Klerksdorp khác làm từ khoáng vật wollastonite cùng với hematite và gattite, một oxit sắt ngậm nước. Theo tiến sĩ Carrie Weber thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, Mỹ, vi khuẩn có thể đã giúp hình thành nên các khối cầu như là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của chúng. Nhà địa chất Dave Crosby tiến hành nghiên cứu ở Utah, nơi phát hiện ra các viên bi Moqui, ban đầu đưa ra giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Crosby không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác động của vụ va chạm thiên thạch. Sau đó, ông phát triển một giả thuyết liên quan đến việc nước mưa làm hòa tan sắt, các khoáng chất và mang chúng xuống mạch nước ngầm. Khi đó, sắt sẽ được tích tụ ở xung quanh các hạt cát, hình thành nên khối cầu. Cremo và một số nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm cho rằng OOPArt là bằng chứng của nền văn minh tiên tiến thời tiền sử. Giới khoa học cần dũng cảm và sẵn sàng hơn để thừa nhận bằng chứng có thể đối lập với nhận thức phổ biến hiện nay. Có thể nói, khối cầu Klerksdorp 2,8 tỷ tuổi hay những viên bi Moqui là những đại diện đưa ta trở lại thời điểm đầu tiên của trái đất, nơi mà sức mạnh và tác động của tự nhiên đã tạo nên một hành tinh mới. Nó không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Dù đã được nghiên cứu rất kỹ và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được chính xác tác nhân gây ra sự hình thành của những khối cầu này. Tuy nhiên, việc đặt ra nghi ngờ về thuyết lịch sử bị che khuất của loài người là điều rất đáng quan tâm và cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng loài người đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu, trước cả khi chúng ta nghĩ, và có một số bằng chứng để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, việc chứng minh đầy đủ và xác thực thông tin này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Những phát hiện khoa học mới nhất về khối cầu 2,8 tỷ tuổi đã đưa ra nhiều giả thuyết mới và những tình tiết bất ngờ trong quá khứ loài người. Cùng với đó là các bí ẩn của quá khứ trái đất có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử và giải đáp những câu hỏi đang đặt ra. Việc khai quật và khám phá thêm về lịch sử trái đất có thể mở ra những trang mới của sự hiểu biết và tri thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự thật về quá khứ của trái đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của loài người, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ trong tương lai. Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ, Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra, vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Crunch. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó quá trình Big Bang và Big Crunch lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả, có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ. Công cuộc tìm kiếm hành tinh giống trái đất là một trong những nỗ lực khoa học quan trọng của con người nhằm tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm khắp các ngôi sao trong vũ trụ, sử dụng những công cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm ra những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Và mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện cặp hành tinh có thể sống được và đặc biệt hơn, một trong hai hành tinh giống trái đất đến bất ngờ. Nằm trong hệ sao lùn đỏ LHS 1140, còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 mặt trời nhưng đã 5 tỷ năm tuổi. Tiến sĩ Jorge Lillo-Box từ Trung tâm Thiên văn học CSIC-INTA, Tây Ban Nha và các cộng sự đã thu thập 113 bộ dữ liệu quan sát bằng kỹ thuật vận tốc xuyên tâm mà thiết bị quang phổ ESPRESSO của Đài Thiên văn Nam Âu và vệ tinh TESS của NASA thu thập được về vùng không gian quanh sao lùn đỏ này. Kết quả cho thấy, hành tinh gần hơn mang tên LHS 1140b là một siêu trái đất quay quanh sao mẹ mỗi 3,77 ngày, có khối lượng bằng 6,5 lần trái đất. Hành tinh thứ hai là LHS 1140c bằng 1,8 khối lượng trái đất và quay quanh sao mẹ mỗi 24,7 ngày. Cả hai hành tinh đều thuộc vùng sự sống của ngôi sao mẹ, tức đủ các điều kiện để sở hữu nước lỏng và một khí hậu phù hợp với các sinh vật tương tự sinh vật trái đất. Ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của đại dương sâu khoảng 670 đến 779 km. Bản thân hành tinh LHS 1140b được các tác giả ví như người anh em song sinh của trái đất. Như chúng ta đã biết, để sự sống tồn tại, một hành tinh phải có nước lỏng trên bề mặt và giữ được bầu khí quyển. Khi các ngôi sao lùn đỏ còn trẻ, chúng thường phát ra bức xạ có thể gây hại cho bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh chúng. Trong trường hợp này, với kích thước lớn của hành tinh, có nghĩa là đại dương magma có thể đã tồn tại trên bề mặt của nó hàng triệu năm. Đại dương dung nham sôi sục này có thể cung cấp hơi nước vào bầu khí quyển rất lâu sau khi ngôi sao trở lại trạng thái phát sáng ổn định như hiện tại và bổ sung nước cho hành tinh. Hệ sao này còn có một hành tinh LHS 1140d quay quanh sao mẹ mỗi 78,9 ngày, nặng hơn trái đất 4,8 lần. Tuy nhiên nó có vẻ là một hành tinh băng giá, quá lạnh để có thể ở được. Phát hiện thiên hà xa xôi nhất phát ra tia gamma. Các nhà thiên văn học công bố phát hiện tia gamma hiếm, phát từ một hạt nhân thiên hà cổ xưa, cách xa hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ các thiên hà trong vũ trụ có thể giải phóng tia gamma. Những chùm photon năng lượng cao này được cho là bắt nguồn từ vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng, cư trú tại trung tâm của thiên hà. Khi điều đó xảy ra, chúng được gọi là các thiên hà đang hoạt động. Giới thiên văn học ước tính, chỉ dưới 1% những thiên hà đang hoạt động phát ra tia gamma hướng về phía trái đất. Hạt nhân của những thiên hà hiếm hoi này, khi đó được gọi là blazar. Đây là một trong những nguồn bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Blazar có hai loại. Một là chuẩn tinh vô tuyến phổ phẳng FSRQS và hai là vật thể BL Lacerty. Trong khi FSRQS là hạt nhân của những thiên hà tương đối trẻ, với nhiều khí bụi bao quanh hố đen, vật thể BL Lacerty là những FSRQS đã tiến hóa sau khi tiêu hao một lượng lớn vật chất để nuôi hố đen. Có thể so sánh, FSRQ giống một người mới trưởng thành, trong khi BL Lacerty đại diện cho người già. BL Lacerty xa xôi và cổ xưa nhất từng được khám phá trước đây, nằm cách chúng ta khoảng 11,3 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi sự kiện phóng tia gamma xảy ra, vũ trụ của chúng ta mới trải qua khoảng 2,5 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu xuất bản gần đây trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal Letters, các nhà thiên văn học cho biết kỷ lục này đã bị vượt qua bởi một BL Lacerty mới được khám phá, có tên là 4FGL J1219+3653. Nó nằm cách chúng ta tới 12,1 tỷ năm ánh sáng và giải phóng chùm tia gamma vào thời điểm vũ trụ mới 1,7 tỷ năm tuổi. Để so sánh, FSRQ cổ xưa nhất từng được biết đến xảy ra sau vụ nổ Big Bang khoảng 1 tỷ năm. Phát hiện này đã thách thức giả thuyết hiện tại rằng BL Lacerty là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của FSRQ, khiến các nhà thiên văn học phải xem xét lại về sự tiến hóa của blazar cũng như các thiên hà đang hoạt động. Kinh hoàng về vụ phun trào núi lửa trên sao Kim. Trái đất đã xảy ra những vụ phun trào núi lửa thảm khốc như núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, núi Pioli vào năm 1902. Tuy nhiên, những vụ trên được đánh giá chưa kinh hoàng bằng những vụ phun trào núi lửa trên sao Kim gần đây. Hình ảnh được tạo ra bởi Peter Rubin và đã được giới thiệu là hình ảnh thiên văn trong ngày của NASA. Theo NASA, bằng chứng về các núi lửa hiện đang hoạt động trên sao Kim đã được công bố vào đầu năm 2022 với sự ấm lên không giải thích được của các khu vực được cho là chỉ chứa các núi lửa cổ đại. Mặc dù những hình ảnh quy mô lớn của sao Kim đã được chụp bằng radar, nhưng những đám mây axit sulfuric dày sẽ ngăn cản việc thu nhận hình ảnh ánh sáng quang học. Tuy nhiên, một nghệ sĩ đã tái tạo lại một ngọn núi lửa đang phun trào ở sao Kim một cách rõ ràng. Trong hình ảnh, có thể thấy một chùm khổng lồ xuất phát từ một ngọn núi lửa đang phun trào, trong khi một cánh đồng dung nham rộng lớn bao phủ bề mặt hành tinh. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt thiêu đốt khoảng 464 độ C, đủ nóng để nấu chảy cả trì. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng núi lửa có thể đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời trên sao Kim. NASA cho biết thêm, chúng có thể đẩy các sản phẩm hóa học vào tầng khí quyển phía trên mát hơn, nơi các vi khuẩn có thể trôi nổi. Hình ảnh được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên sao Kim. Trước đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, dẫn đầu bởi Đại học Cardiff, đã phát hiện ra một phân tử hiếm có tên là phosphine trong các đám mây của sao Kim. Phosphine thường được giải phóng từ các vi sinh vật không sử dụng oxy để hô hấp, vì vậy các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó đã suy đoán sao Kim có thể đang tồn tại sự sống. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy sự sống trên sao Kim đã bị dập tắt bởi trong một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng phosphine trên sao Kim không phải là bằng chứng về mặt sinh học, mà nó là bằng chứng về mặt địa chất, cho thấy sự bùng nổ của núi lửa ngày nay, hoặc trong quá khứ rất gần đây, chúng đã đẩy một lượng nhỏ phosphine từ lòng đất lên bề mặt sao Kim dưới dạng bụi núi lửa. Sau đó, lượng phosphine này phản ứng với axit sulfuric để tạo thành phosphine. Sự sống ngoài trái đất luôn là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã gửi các phi thuyền, hướng kính viễn vọng đến các hành tinh và mặt trăng thuộc hệ mặt trời và xa hơn nữa để tìm kiếm các tín hiệu sinh học ngoài trái đất. Ở quanh một hành tinh xa xôi tới nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai thế giới sự sống đã vô tình phun thẳng vào tàu NASA, thứ có thể gợi ý về một đại dương giống trái đất. Theo tờ Space, dữ liệu thú vị đó đã bị bỏ sót trong gần 4 thập kỷ, khi các nhà khoa học thế giới nỗ lực phân tích kho báu của Voyager 2, một trong những tàu vũ trụ từng đi xa nhất của NASA, đã bắt đầu tiến vào không gian giữa các vì sao. Đó là phần dữ liệu về sao Thiên Vương, hành tinh xếp thứ 7 trong hệ mặt trời. Trong số các mặt trăng quay quanh nó, có hai thế giới thú vị là Ariel và Miranda, được đặt tên theo nhân vật trong một vở kịch của Shakespeare, thay vì theo các vị thần Hy Lạp và La Mã như các mặt trăng của những hành tinh khác. Cơ chế mà chúng làm điều này chưa được biết, nhưng có một cơ chế mà theo các nhà thiên văn là rất trêu người. Chúng có thể sở hữu đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ, những cái nổi tiếng là mặt trăng sự sống của hệ mặt trời. Cách chúng giải phóng các chủng vật chất phân từ đại dương lên cũng rất giống cách mà Europa và Enceladus đã làm. Tác giả chính Ian Cohen từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ, nói: "Không có gì lạ khi các phép đo hạt năng lượng là tiền đề để khám phá các thế giới đại dương." Như vậy, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cohen đã nhặt thêm được hai thế giới đại dương tiềm năng mà NASA vốn rất chào đón trong chuỗi dài những hoạt động tìm kiếm các thế giới có khả năng bảo tồn sự sống. Điều này chỉ ra giá trị của một sứ mệnh tiềm năng trong tương lai là đưa một tàu vũ trụ chuyên trách tiếp cận sao Thiên Vương và các mặt trăng bí ẩn của nó, với số đếm được đã lên tới 27. Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc. Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của hệ mặt trời. Sao Mộc là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, với vô số cơn bão khác nhau. Nhưng cơn bão nổi tiếng nhất lại có tên là vết đỏ lớn. Các nhà khoa học dự đoán rằng cơn bão này mạnh đến mức có thể nuốt chửng được cả trái đất. Nó lọt vào tầm mắt quan sát của nhân loại trên địa cầu từ năm 1830. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão cực lớn nằm trong tầng đối lưu của sao Mộc từ 0 đến 50 km, đã tồn tại hơn 350 năm. Gió bên ngoài của nó có tốc độ rất cao, đạt 430 đến 680 km/h, trong khi gió ngoại vi của nó thấp hơn một chút, dưới 430 km/h. Khu vực bên trong của nó, tức là mắt bão, lại hoàn toàn ngược lại, tương đối yên tĩnh và ổn định, không có mây và luồng không khí mạnh. Nhưng sự sống có tồn tại trong vùng mắt bão này hay không? thực ra lại không liên quan trực tiếp đến việc biến động của cơn bão. Môi trường ở đó có thể yên tĩnh nhưng cũng có thể không thích hợp để sự sống tồn tại. Hiện tại, chúng ta biết rằng bầu khí quyển của sao Mộc có thể được chia thành 4 lớp, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Tuy nhiên, sao Mộc không có bề mặt rắn, nên tầng đối lưu và phần chất lỏng bên trong hành tinh chuyển tiếp giống như hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, bầu khí quyển của nó chủ yếu bao gồm hydro và heli, chỉ có một phần nhỏ các hợp chất khác bao gồm metan, ammoniac, hydrosulfur và nước. Tầng đối lưu của sao Mộc là nơi có nhiệt độ giảm dần theo độ cao, do đó nó có thể chứa một số loại mây, bao gồm ammoniac, nước và hydrosulfur. Các cơn bão của sao Mộc có thể được gây ra bởi lớp mỏng bên dưới các đám mây nước, nơi đã quan sát thấy các tia sét. Theo các nguồn dữ liệu khác nhau, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng đối lưu của sao Mộc cũng rất khác nhau. Hiện tại, người ta chấp nhận rằng tầng đối lưu của hành tinh này kéo dài lên trên khoảng 50 km từ lớp mây nhìn thấy được, hoặc mức áp suất 1/3. Trong đó, nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng -163 độ C lên khoảng 67 độ C. Tầng đối lưu của sao Mộc chủ yếu bao gồm hydro và heli, đồng thời chứa một lượng nhỏ nước, ammoniac, amoni, sunfur và các chất khác. Những vật chất này tạo thành những đám mây có màu sắc và mật độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau. Các dải tinh thể băng màu trắng trong các đám mây cao nhất được gọi là các vùng, trong khi các dải amoni sunfua màu nâu đỏ trong các đám mây thấp nhất được gọi là các vành đai. Tất nhiên, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng bình lưu của sao Mộc cũng khác nhau giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Nói chung, tầng bình lưu kéo dài khoảng 200 km trở lên từ tầng đối lưu, theo đó, nhiệt độ giảm từ khoảng 67 độ C xuống khoảng -163 độ C. Những đám mây cao nhất được làm từ các tinh thể băng, tạo thành vòng tròn cực quang gần cực. Ngoài ra còn có những thay đổi tốc độ gió mạnh và phức tạp trong tầng bình lưu của sao Mộc, dẫn đến các cấu trúc xoáy khác nhau và hiện tượng bão. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của một trong những phân tử hydroxanua với sự hiện diện của các luồng gió mạnh gần các cực với tốc độ khoảng 400 m/giây. Những cơn gió đó tương đương với 1.450 km/h, gấp hơn 3 lần tốc độ gió đo được trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất trên trái đất. Theo đó, có nhiều người cho rằng sự sống rất khó để có thể tồn tại trong vùng mắt bão của sao Mộc, bởi bầu khí quyển của sao Mộc chứa một lượng lớn khí độc như ammoniac, metan và hydrosulfur, gây tử vong cho hầu hết các dạng sống. Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ khả năng có sự sống trong bầu khí quyển của sao Mộc, nhưng ít nhất là cho đến nay, không có dấu vết nào của sự sống được tìm thấy tại đây. Tuy nhiên, một số mặt trăng của sao Mộc, chẳng hạn như Europa, hiện đang được các nhà khoa học tin rằng nó có thể có các đại dương nước lỏng ẩn dưới bề mặt đóng băng. Thêm vào đó là lực thủy triều, núi lửa băng, do các hoạt động băng trên bề mặt mặt trăng đang hoạt động gây ra, có thể tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho một số sinh vật trên trái đất, hoặc ở đây đã và đang tồn tại sự sống của một số vi sinh vật mà chúng ta chưa từng biết đến. Trực thăng robot, sứ mệnh săn tìm sinh vật ngoài trái đất trên Titan, mặt trăng của sao Thổ. Một chiếc trực thăng robot mang tên Dragonfly sẽ trở thành bạn đồng hành của mặt trăng sao Thổ Titan, nơi NASA từng ví như một trái đất thứ hai. Dragonfly, hay còn gọi là chuồn chuồn, đang được chuẩn bị và sẽ rời trái đất vào năm 2027, dự kiến tới năm 2030 sẽ tiếp cận được phiên bản ngoài hành tinh của trái đất. Dragonfly có hình dạng như một chiếc trực thăng, là tàu vũ trụ dạng đổ bộ và cũng là một dạng robot có thể tự hoạt động một số chức năng. NASA tuyên bố rõ ràng nó sẽ là một tàu săn sự sống ngoài hành tinh, hoặc ít ra tìm ra các yếu tố tiền thân của sự sống đang được hình thành trên mặt trăng bí ẩn này. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ chính những gì đã xảy ra trên trái đất cổ đại, khiến sự sống có thể ra đời, một chuỗi phản ứng đầy hấp dẫn của cái gọi là hóa học tiền sinh học. Thành phần hóa học phức tạp, giàu carbon, đại dương nước ngầm và các yếu tố hấp dẫn ngay trên bề mặt, bao gồm cảnh quan có các đặc điểm giống trái đất, khiến Titan trở thành miền đất hứa của NASA từ lâu, bên cạnh các mặt trăng khác như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ. Robot thám hiểm này của NASA sẽ mang theo một máy quang phổ khối Dragonfly được thiết kế để làm cầu nối với các nhà khoa học trái đất, giúp họ nghiên cứu từ xa bề mặt của Titan. Tiến sĩ Melissa Chenar từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, chúng tôi muốn biết liệu loại hóa học có thể quan trọng đối với các hệ thống tiền sinh hóa sơ khai trên trái đất có đang diễn ra trên Titan hay không. Máy quang phổ khối Dragonfly sẽ quét các bề mặt trên Titan để tìm điều nó cần khám phá. Để mang máy quang phổ khối này đến nhiều điểm, tàu này sẽ khởi động cánh quạt và bay những chặng ngắn vài dặm, điều rất phù hợp với trọng lượng thấp và khí quyển dày đặc của Titan. Các mẫu vật được thu thập sẽ được chiếu tia laser và đo đạc những thứ bị bốc hơi ngay trong phòng thí nghiệm mini của máy quang phổ khối này, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Trong thế giới khoa học hiện đại, việc tìm kiếm các bằng chứng và hóa thạch để xây dựng lại câu chuyện lịch sử của loài người vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và gần đây, với sự xuất hiện của một khối cầu đá có niên đại 2,8 tỷ năm tại châu Phi, đã đặt ra nghi vấn mới về thuyết lịch sử của loài người. Liệu rằng chúng ta có thể phải viết lại toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người? Tại một mỏ khai thác ở Nam Phi, sự xuất hiện của 4 quả cầu tròn không thuộc về hành tinh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Theo Epoch Times, OOPArt, tên đầy đủ là Out of Place Artifact, nghĩa là đồ tạo tác không phù hợp với niên đại, là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng. OOPArt thường khiến các nhà khoa học theo lối suy nghĩ thông thường phải đau đầu, kích thích họ tìm ra lý thuyết mới thay thế, đồng thời khơi mào nhiều cuộc tranh luận. Nhà nghiên cứu văn hóa thời tiền sử Michael Cremo, người đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập thông tin về đồ tạo tác OOPArt. Năm 1984, Cremo liên lạc với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp Nam Phi, để nghiên cứu các khối cầu kỳ lạ gọi là Klerksdorp hiện đang lưu giữ ở đây. Chúng được tìm thấy tại mỏ khai thác ở Nam Phi. Cremo biên soạn những phát hiện của mình thành cuốn sách nổi tiếng với tựa đề Khảo cổ học ngăn cấm, lịch sử bị che khuất của loài người. Marx mô tả các khối cầu Klerksdorp có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với bề mặt rất cứng và cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy chúng khá kỳ lạ và khó hiểu. Cremo cho biết, không có gì công bố về khối cầu mang tính khoa học. Chúng được tìm thấy trong mỏ đá cao lanh Pyrophyllite, gần thị trấn nhỏ Otosdan ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này hình thành từ trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước đây. Đây là loại khoáng sản khá mềm với chỉ số 3 trong thang đo Morse, là thang đo từ 1 đến 10 để phân loại độ cứng của khoáng vật, trong đó đá thao mềm nhất, kim cương cứng nhất. Các khối cầu có cấu trúc dạng sợi bên trong và một lớp vỏ bọc bên ngoài cứng như thép, không thể bị trầy xước. Khối cầu Klerksdorp có kích thước 30 đến 50 mm hoàn hảo, cùng các đường rãnh đồng cứng không thể bị trầy xước, giống như được khắc bằng tay đầy khéo léo. Bên trong khối cầu là một chất giống như than củi, nhưng mềm và xốp như bông. Theo Cremo và một số nhà nghiên cứu khác, những khối cầu Klerksdorp thêm vào bằng chứng cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước thời điểm mà chúng ta vẫn thường nhận định. Thể theo thuyết tiến hóa, các khối cầu được tìm thấy ở châu Phi có niên đại từ thời con người còn chưa tồn tại trên trái đất. Điều này thực sự vô cùng khó hiểu nếu dựa trên các tri thức hiện hữu. Liệu có thực rằng quả cầu Klerksdorp là bằng chứng bổ sung cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước mốc niên đại được nhìn nhận bấy lâu? Giả thuyết cho rằng trái đất từng là nơi cư ngụ của các dạng sống khác từ quá khứ xa xưa, từ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước, đã làm dấy lên vô số tranh luận trong giới nghiên cứu và học giả. Nhiều ý kiến cho rằng khối cầu là sản phẩm của quá trình tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Có thể vi khuẩn đã giúp hình thành nên các khối cầu, hoặc giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Nhiều người cho rằng khối cầu Klerksdorp hình thành do quá trình tự nhiên, gọi là kết hạch, nghĩa là sự tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Một vài khối cầu Klerksdorp có hình dạng elip với đường vân thô xung quanh khu vực trung tâm, nhưng số khác lại có hình dạng và tỷ lệ cân đối. Các đường rãnh xung quanh chúng trông rất thẳng, giống như ai đó khắc bằng tay, rất ít khả năng chúng hình thành một cách tự nhiên. Năm 2002, Bảo tàng Klerksdorp đăng tải lá thư của John Hunt ở Petersburg, Nam Phi, trên trang web tuyên bố đưa ra trong bức thư chưa được xác minh và sau đó nó bị gỡ bỏ. Hunt nói rằng một trong những khối cầu đã được kiểm tra tại Viện Không gian California, Mỹ. Các nhà khoa học đi đến kết luận khối cầu có tính chất cân đối rất cao, vượt quá giới hạn công nghệ đo lường của họ. Nó cách sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ 1/100.000 inch, trong đó 1 inch bằng 2,54 cm. Tại Utah, người ta cũng tìm thấy các khối cầu tương tự gọi là viên bi Moqui hoặc quả bóng Moqui với niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi. Viên bi Moqui có lõi bên trong bằng cát và lớp vỏ bên ngoài cứng, làm từ oxit sắt. Thí nghiệm của Heinrich trên một trong số những khối cầu Klerksdorp cho thấy nó có thành phần là hematit, khoáng vật của oxit sắt. Heinrich cũng phát hiện một khối cầu Klerksdorp khác làm từ khoáng vật wollastonite cùng với hematit và gatite, một oxit sắt ngậm nước. Theo tiến sĩ Carrie Weber thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, Mỹ, vi khuẩn có thể đã giúp hình thành nên các khối cầu như là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của chúng. Nhà địa chất Dave Crosby tiến hành nghiên cứu ở Utah, nơi phát hiện ra các viên bi Moqui, ban đầu đưa ra giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Crosby không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác động của vụ va chạm thiên thạch. Sau đó, ông phát triển một giả thuyết liên quan đến việc nước mưa làm hòa tan sắt, các khoáng chất và mang chúng xuống mạch nước ngầm. Khi đó, sắt sẽ được tích tụ ở xung quanh các hạt cát, hình thành nên khối cầu. Cremo và một số nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm cho rằng OOPArt là bằng chứng của nền văn minh tiên tiến thời tiền sử. Giới khoa học cần dũng cảm và sẵn sàng hơn để thừa nhận bằng chứng có thể đối lập với nhận thức phổ biến hiện nay. Có thể nói, khối cầu Klerksdorp 2,8 tỷ tuổi hay những viên bi Moqui là những đại diện đưa ta trở lại thời điểm đầu tiên của trái đất, nơi mà sức mạnh và tác động của tự nhiên đã tạo nên một hành tinh mới. Nó không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Dù đã được nghiên cứu rất kỹ và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được chính xác tác nhân gây ra sự hình thành của những khối cầu này. Tuy nhiên, việc đặt ra nghi ngờ về thuyết lịch sử bị che khuất của loài người là điều rất đáng quan tâm và cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng loài người đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu trước cả khi chúng ta nghĩ và có một số bằng chứng để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, việc chứng minh đầy đủ và xác thực thông tin này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Những phát hiện khoa học mới nhất về khối cầu 2,8 tỷ tuổi đã đưa ra nhiều giả thuyết mới và những tình tiết bất ngờ trong quá khứ loài người. Cùng với đó là các bí ẩn của quá khứ trái đất có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử và giải đáp những câu hỏi đang đặt ra. Việc khai quật và khám phá thêm về lịch sử trái đất có thể mở ra những trang mới của sự hiểu biết và tri thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự thật về quá khứ của trái đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của loài người mà còn mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ trong tương lai. Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn, có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra. Vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ, và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ, và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Crunch. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó quá trình Big Bang và Big Run lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả. Có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ. Công cuộc tìm kiếm hành tinh giống trái đất là một trong những nỗ lực khoa học quan trọng của con người nhằm tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm khắp các ngôi sao trong vũ trụ, sử dụng những công cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm ra những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Và mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện cặp hành tinh có thể sống được và đặc biệt hơn, một trong hai hành tinh giống trái đất đến bất ngờ. Nằm trong hệ sao lùn đỏ LHS 1140, còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 mặt trời, nhưng đã 5 tỷ năm tuổi. Tiến sĩ Jorge Lillo-Box từ Trung tâm Thiên văn học CSIC-INTA, Tây Ban Nha và các cộng sự đã thu thập 113 bộ dữ liệu quan sát bằng kỹ thuật vận tốc xuyên tâm mà thiết bị quang phổ ESPRESSO của Đài Thiên văn Nam Âu và vệ tinh TESS của NASA thu thập được về vùng không gian quanh sao lùn đỏ này. Kết quả cho thấy, hành tinh gần hơn mang tên LHS 1140b là một siêu trái đất quay quanh sao mẹ mỗi 3,77 ngày, có khối lượng bằng 6,5 lần trái đất. Hành tinh thứ hai là LHS 1140C bằng 1,8 khối lượng trái đất và quay quanh sao mẹ mỗi 24,7 ngày. Cả hai hành tinh đều thuộc vùng sự sống của ngôi sao mẹ, tức đủ các điều kiện để sở hữu nước lỏng và một khí hậu phù hợp với các sinh vật tương tự sinh vật trái đất. Ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của đại dương sâu khoảng 670 đến 779 km. Bản thân hành tinh LHS 1140b được các tác giả ví như người anh em song sinh của trái đất. Như chúng ta đã biết, để sự sống tồn tại, một hành tinh phải có nước lỏng trên bề mặt và giữ được bầu khí quyển. Khi các ngôi sao lùn đỏ còn trẻ, chúng thường phát ra bức xạ có thể gây hại cho bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh chúng. Trong trường hợp này, với kích thước lớn của hành tinh, có nghĩa là đại dương magma có thể đã tồn tại trên bề mặt của nó hàng triệu năm. Đại dương dung nham sôi sục này có thể cung cấp hơi nước vào bầu khí quyển rất lâu sau khi ngôi sao trở lại trạng thái phát sáng ổn định như hiện tại và bổ sung nước cho hành tinh. Hệ sao này còn có một hành tinh LHS 1140D quay quanh sao mẹ mỗi 78,9 ngày, nặng hơn trái đất 4,8 lần. Tuy nhiên, nó có vẻ là một hành tinh băng giá, quá lạnh để có thể ở được. Phát hiện thiên hà xa xôi nhất phát ra tia gamma. Các nhà thiên văn học công bố phát hiện tia gamma hiếm, phát từ một hạt nhân thiên hà cổ xưa, cách xa hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ các thiên hà trong vũ trụ có thể giải phóng tia gamma. Những chùm photon năng lượng cao này được cho là bắt nguồn từ vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng, cư trú tại trung tâm của thiên hà. Khi điều đó xảy ra, chúng được gọi là các thiên hà đang hoạt động. Giới thiên văn học ước tính chỉ dưới 1% những thiên hà đang hoạt động phát ra tia gamma hướng về phía trái đất. Hạt nhân của những thiên hà hiếm hoi này khi đó được gọi là blazar. Đây là một trong những nguồn bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Blazar có hai loại, một là chuẩn tinh vô tuyến phổ phẳng FSRQS và hai là vật thể B-velocity. Trong khi FSRQS là hạt nhân của những thiên hà tương đối trẻ, với nhiều khí bụi bao quanh hố đen, vật thể B-velocity là những FSRQS đã tiến hóa sau khi tiêu hao một lượng lớn vật chất để nuôi hố đen. Có thể so sánh, FSRQ giống một người mới trưởng thành, trong khi B-velocity đại diện cho người già. B-velocity xa xôi và cổ xưa nhất từng được khám phá trước đây, nằm cách chúng ta khoảng 11,3 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi sự kiện phóng tia gamma xảy ra, vũ trụ của chúng ta mới trải qua khoảng 2,5 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu xuất bản gần đây trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal Letters, các nhà thiên văn học cho biết kỷ lục này đã bị vượt qua bởi một B-velocity mới được khám phá, có tên là 4FGL J1219+3653. Nó nằm cách chúng ta tới 12,1 tỷ năm ánh sáng và giải phóng chùm tia gamma vào thời điểm vũ trụ mới 1,7 tỷ năm tuổi. Để so sánh, FSRQ cổ xưa nhất từng được biết đến xảy ra sau vụ nổ Big Bang khoảng 1 tỷ năm. Phát hiện này đã thách thức giả thuyết hiện tại rằng B-velocity là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của FSRQ, khiến các nhà thiên văn học phải xem xét lại về sự tiến hóa của blazar cũng như các thiên hà đang hoạt động. Kinh hoàng về vụ phun trào núi lửa trên sao Kim. Trái đất đã xảy ra những vụ phun trào núi lửa thảm khốc như núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, núi Pioli vào năm 1902. Tuy nhiên, những vụ trên được đánh giá chưa kinh hoàng bằng những vụ phun trào núi lửa trên sao Kim gần đây. Hình ảnh được tạo ra bởi Peter Rubin và đã được giới thiệu là hình ảnh thiên văn trong ngày của NASA. Theo NASA, bằng chứng về các núi lửa hiện đang hoạt động trên sao Kim đã được công bố vào đầu năm 2022 với sự ấm lên không giải thích được của các khu vực được cho là chỉ chứa các núi lửa cổ đại. Mặc dù những hình ảnh quy mô lớn của sao Kim đã được chụp bằng radar, nhưng những đám mây axit sulfuric dày sẽ ngăn cản việc thu nhận hình ảnh ánh sáng quang học. Tuy nhiên, một nghệ sĩ đã tái tạo lại một ngọn núi lửa đang phun trào ở sao Kim một cách rõ ràng. Trong hình ảnh, có thể thấy một chùm khổng lồ xuất phát từ một ngọn núi lửa đang phun trào, trong khi một cánh đồng dung nham rộng lớn bao phủ bề mặt hành tinh. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt thiêu đốt khoảng 464 độ C, đủ nóng để nấu chảy cả trì. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng núi lửa có thể đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời trên sao Kim. NASA cho biết thêm, chúng có thể đẩy các sản phẩm hóa học vào tầng khí quyển phía trên mát hơn, nơi các vi khuẩn có thể trôi nổi. Hình ảnh được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên sao Kim. Trước đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Cardiff đã phát hiện ra một phân tử hiếm có tên là phosphine trong các đám mây của sao Kim. Phosphine thường được giải phóng từ các vi sinh vật không sử dụng oxy để hô hấp, vì vậy các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó đã suy đoán sao Kim có thể đang tồn tại sự sống. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy sự sống trên sao Kim đã bị dập tắt bởi trong một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng phosphine trên sao Kim không phải là bằng chứng về mặt sinh học mà nó là bằng chứng về mặt địa chất, cho thấy sự bùng nổ của núi lửa ngày nay hoặc trong quá khứ rất gần đây chúng đã đẩy một lượng nhỏ phosphine từ lòng đất lên bề mặt sao Kim dưới dạng bụi núi lửa. Sau đó, lượng phosphine này phản ứng với axit sulfuric để tạo thành phosphine. Sự sống ngoài trái đất luôn là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong suốt hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã gửi các phi thuyền, hướng kính viễn vọng đến các hành tinh và mặt trăng thuộc hệ mặt trời và xa hơn nữa để tìm kiếm các tín hiệu sinh học ngoài trái đất. Ở quanh một hành tinh xa xôi tới nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai thế giới sự sống đã vô tình phun thẳng vào tàu NASA, thứ có thể gợi ý về một đại dương giống trái đất. Theo tờ Space, dữ liệu thú vị đó đã bị bỏ sót trong gần 4 thập kỷ, khi các nhà khoa học thế giới nỗ lực phân tích kho báu của Voyager 2, một trong những tàu vũ trụ từng đi xa nhất của NASA, đã bắt đầu tiến vào không gian giữa các vì sao. Đó là phần dữ liệu về sao Thiên Vương, hành tinh xếp thứ 7 trong hệ mặt trời. Trong số các mặt trăng quay quanh nó, có hai thế giới thú vị là Ariel và Miranda được đặt tên theo nhân vật trong một vở kịch của Shakespeare, thay vì theo các vị thần Hy Lạp và La Mã như các mặt trăng của những hành tinh khác. Cơ chế mà chúng làm điều này chưa được biết, nhưng có một cơ chế mà theo các nhà thiên văn là rất trêu người. Chúng có thể sở hữu đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ, những cái nổi tiếng là mặt trăng sự sống của hệ mặt trời. Cách chúng giải phóng các chủng vật chất phân từ đại dương lên cũng rất giống cách mà Europa và Enceladus đã làm. Tác giả chính Ian Cohen từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ, nói: "Không có gì lạ khi các phép đo hạt năng lượng là tiền đề để khám phá các thế giới đại dương." Như vậy, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cohen đã nhặt thêm được hai thế giới đại dương tiềm năng mà NASA vốn rất chào đón trong chuỗi dài những hoạt động tìm kiếm các thế giới có khả năng bảo tồn sự sống. Điều này chỉ ra giá trị của một sứ mệnh tiềm năng trong tương lai là đưa một tàu vũ trụ chuyên trách tiếp cận sao Thiên Vương và các mặt trăng bí ẩn của nó, với số đếm được đã lên tới 27. Sự sống có thực sự đang tồn tại trong mắt bão của sao Mộc? Mắt bão có lẽ là điểm bí ẩn nhất trên sao Mộc, nó nằm trong một trong những cơn bão nổi tiếng nhất của hệ mặt trời. Sao Mộc là nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, với vô số cơn bão khác nhau. Nhưng cơn bão nổi tiếng nhất lại có tên là vết đỏ lớn. Các nhà khoa học dự đoán rằng cơn bão này mạnh đến mức có thể nuốt chửng được cả trái đất. Nó lọt vào tầm mắt quan sát của nhân loại trên địa cầu từ năm 1830. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão cực lớn nằm trong tầng đối lưu của sao Mộc từ 0 đến 50 km, đã tồn tại hơn 350 năm. Gió bên ngoài của nó có tốc độ rất cao, đạt 430 đến 680 km/h, trong khi gió ngoại vi của nó thấp hơn một chút, dưới 430 km/h. Khu vực bên trong của nó, tức là mắt bão, lại hoàn toàn ngược lại, tương đối yên tĩnh và ổn định, không có mây và luồng không khí mạnh. Nhưng sự sống có tồn tại trong vùng mắt bão này hay không, thực ra lại không liên quan trực tiếp đến việc biến động của cơn bão. Môi trường ở đó có thể yên tĩnh, nhưng cũng có thể không thích hợp để sự sống tồn tại. Hiện tại, chúng ta biết rằng bầu khí quyển của sao Mộc có thể được chia thành 4 lớp, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Tuy nhiên, sao Mộc không có bề mặt rắn, nên tầng đối lưu và phần chất lỏng bên trong hành tinh chuyển tiếp giống như hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, bầu khí quyển của nó chủ yếu bao gồm hydro và heli, chỉ có một phần nhỏ các hợp chất khác bao gồm metan, ammoniac, hydro sunfua và nước. Tầng đối lưu của sao Mộc là nơi có nhiệt độ giảm dần theo độ cao, do đó nó có thể chứa một số loại mây, bao gồm ammoniac, nước và hydro sunfua. Các cơn bão của sao Mộc có thể được gây ra bởi lớp mỏng bên dưới các đám mây nước, nơi đã quan sát thấy các tia sét. Theo các nguồn dữ liệu khác nhau, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng đối lưu của sao Mộc cũng rất khác nhau. Hiện tại, người ta chấp nhận rằng tầng đối lưu của hành tinh này kéo dài lên trên khoảng 50 km từ lớp mây nhìn thấy được, hoặc mức áp suất 1/3. Trong đó, nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng -163 độ C lên khoảng 67 độ C. Tầng đối lưu của sao Mộc chủ yếu bao gồm hydro và heli, đồng thời chứa một lượng nhỏ nước, ammoniac, amoni sunfua và các chất khác. Những vật chất này tạo thành những đám mây có màu sắc và mật độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau. Các dải tinh thể băng màu trắng trong các đám mây cao nhất được gọi là các vùng, trong khi các dải amoni sunfua màu nâu đỏ trong các đám mây thấp nhất được gọi là các vành đai. Tất nhiên, độ dày và phạm vi nhiệt độ của tầng bình lưu của sao Mộc cũng khác nhau giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Nói chung, tầng bình lưu kéo dài khoảng 200 km trở lên từ tầng đối lưu. Theo đó, nhiệt độ giảm từ khoảng 67 độ C xuống khoảng -163 độ C. Những đám mây cao nhất được làm từ các tinh thể băng, tạo thành vòng tròn cực quang gần cực. Ngoài ra còn có những thay đổi tốc độ gió mạnh và phức tạp trong tầng bình lưu của sao Mộc, dẫn đến các cấu trúc xoáy khác nhau và hiện tượng bão. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của một trong những phân tử hydroxanua với sự hiện diện của các luồng gió mạnh gần các cực với tốc độ khoảng 400 m/giây. Những cơn gió đó tương đương với 1.450 km/h, gấp hơn 3 lần tốc độ gió đo được trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất trên trái đất. Theo đó, có nhiều người cho rằng sự sống rất khó để có thể tồn tại trong vùng mắt bão của sao Mộc bởi bầu khí quyển của sao Mộc chứa một lượng lớn khí độc như ammoniac, metan và hydro sunfua, gây tử vong cho hầu hết các dạng sống. Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ khả năng có sự sống trong bầu khí quyển của sao Mộc, nhưng ít nhất là cho đến nay, không có dấu vết nào của sự sống được tìm thấy tại đây. Tuy nhiên, một số mặt trăng của sao mộc, chẳng hạn như Europa, hiện đang được các nhà khoa học tin rằng nó có thể có các đại dương nước lỏng ẩn dưới bề mặt đóng băng. Thêm vào đó là lực thủy triều, núi lửa băng do các hoạt động băng trên bề mặt mặt trăng đang hoạt động gây ra, có thể tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho một số sinh vật trên trái đất, hoặc ở đây đã và đang tồn tại sự sống của một số vi sinh vật mà chúng ta chưa từng biết đến. Trực thăng robot, sứ mệnh săn tìm sinh vật ngoài trái đất trên Titan, mặt trăng của sao Thổ. Một chiếc trực thăng robot mang tên Dragonfly sẽ trở thành bạn đồng hành của mặt trăng sao Thổ Titan, nơi NASA từng ví như một trái đất thứ hai. Dragonfly, hay còn gọi là chuồn chuồn, đang được chuẩn bị và sẽ rời trái đất vào năm 2027, dự kiến tới năm 2030 sẽ tiếp cận được phiên bản ngoài hành tinh của trái đất. Dragonfly có hình dạng như một chiếc trực thăng, là tàu vũ trụ dạng đổ bộ và cũng là một dạng robot có thể tự hoạt động một số chức năng. NASA tuyên bố rõ ràng nó sẽ là một tàu săn sự sống ngoài hành tinh, hoặc ít ra tìm ra các yếu tố tiền thân của sự sống đang được hình thành trên mặt trăng bí ẩn này. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ chính những gì đã xảy ra trên trái đất cổ đại, khiến sự sống có thể ra đời, một chuỗi phản ứng đầy hấp dẫn của cái gọi là hóa học tiền sinh học. Thành phần hóa học phức tạp, giàu carbon, đại dương nước ngầm và các yếu tố hấp dẫn ngay trên bề mặt, bao gồm cảnh quan có các đặc điểm giống trái đất, khiến Titan trở thành miền đất hứa của NASA từ lâu, bên cạnh các mặt trăng khác như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ. Robot thám hiểm này của NASA sẽ mang theo một máy quang phổ khối Dragonfly được thiết kế để làm cầu nối với các nhà khoa học trái đất, giúp họ nghiên cứu từ xa bề mặt của Titan. Tiến sĩ Melissa Chenar từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, chúng tôi muốn biết liệu loại hóa học có thể quan trọng đối với các hệ thống tiền sinh hóa sơ khai trên trái đất có đang diễn ra trên Titan hay không. Máy quang phổ khối Dragonfly sẽ quét các bề mặt trên Titan để tìm điều nó cần khám phá. Để mang máy quang phổ khối này đến nhiều điểm, tàu này sẽ khởi động cánh quạt và bay những chặng ngắn vài dặm, điều rất phù hợp với trọng lượng thấp và khí quyển dày đặc của Titan. Các mẫu vật được thu thập sẽ được chiếu tia laser và đo đạc những thứ bị bốc hơi ngay trong phòng thí nghiệm mini của máy quang phổ khối này, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Trong thế giới khoa học hiện đại, việc tìm kiếm các bằng chứng và hóa thạch để xây dựng lại câu chuyện lịch sử của loài người vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và gần đây, với sự xuất hiện của một khối cầu đá có niên đại 2,8 tỷ năm tại châu Phi, đã đặt ra nghi vấn mới về thuyết lịch sử của loài người. Liệu rằng chúng ta có thể phải viết lại toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người? Tại một mỏ khai thác ở Nam Phi, sự xuất hiện của 4 quả cầu tròn không thuộc về hành tinh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Theo Epoch Times, OOPArt, tên đầy đủ là Out of Place Artifact, nghĩa là đồ tạo tác không phù hợp với niên đại, là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng. OOPArt thường khiến các nhà khoa học theo lối suy nghĩ thông thường phải đau đầu, kích thích họ tìm ra lý thuyết mới thay thế, đồng thời khơi mào nhiều cuộc tranh luận. Nhà nghiên cứu văn hóa thời tiền sử Michael Cremo, người đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập thông tin về đồ tạo tác OOPArt. Năm 1984, Cremo liên lạc với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp, Nam Phi, để nghiên cứu các khối cầu kỳ lạ gọi là Klerksdorp hiện đang lưu giữ ở đây. Chúng được tìm thấy tại mỏ khai thác ở Nam Phi. Cremo biên soạn những phát hiện của mình thành cuốn sách nổi tiếng với tựa đề Khảo cổ học ngăn cấm, lịch sử bị che khuất của loài người. Marx mô tả các khối cầu Klerksdorp có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với bề mặt rất cứng và cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy chúng khá kỳ lạ và khó hiểu. Cremo cho biết, không có gì công bố về khối cầu mang tính khoa học. Chúng được tìm thấy trong mỏ đá cao lanh Pyrophyllite, gần thị trấn nhỏ Otosdan ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này hình thành từ trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước đây. Đây là loại khoáng sản khá mềm với chỉ số 3 trong thang đo Morse, là thang đo từ 1 đến 10 để phân loại độ cứng của khoáng vật, trong đó đá thao mềm nhất, kim cương cứng nhất. Các khối cầu có cấu trúc dạng sợi bên trong và một lớp vỏ bọc bên ngoài cứng như thép, không thể bị trầy xước. Khối cầu Klerksdorp có kích thước 30–50 mm hoàn hảo, cùng các đường rãnh đồng cứng không thể bị chảy xước, giống như được khắc bằng tay đầy khéo léo. Bên trong khối cầu là một chất giống như than củi, nhưng mềm và xốp như bông. Theo Cremo và một số nhà nghiên cứu khác, những khối cầu Klerksdorp thêm vào bằng chứng cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước thời điểm mà chúng ta vẫn thường nhận định. Thể theo thuyết tiến hóa, các khối cầu được tìm thấy ở châu Phi có niên đại từ thời con người còn chưa tồn tại trên trái đất. Điều này thực sự vô cùng khó hiểu nếu dựa trên các tri thức hiện hữu. Liệu có thực rằng quả cầu Klerksdorp là bằng chứng bổ sung cho thấy sự sống thông minh đã tồn tại trên trái đất từ lâu, trước mốc niên đại được nhìn nhận bấy lâu? Giả thuyết cho rằng trái đất từng là nơi cư ngụ của các dạng sống khác từ quá khứ xa xưa, từ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước, đã làm dấy lên vô số tranh luận trong giới nghiên cứu và học giả. Nhiều ý kiến cho rằng khối cầu là sản phẩm của quá trình tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Có thể vi khuẩn đã giúp hình thành nên các khối cầu, hoặc giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Nhiều người cho rằng khối cầu Klerksdorp hình thành do quá trình tự nhiên, gọi là kết hạch, nghĩa là sự tích tụ và cứng lại của khoáng chất. Một vài khối cầu Klerksdorp có hình dạng elip với đường vân thô xung quanh khu vực trung tâm, nhưng số khác lại có hình dạng và tỷ lệ cân đối. Các đường rãnh xung quanh chúng trông rất thẳng, giống như ai đó khắc bằng tay, rất ít khả năng chúng hình thành một cách tự nhiên. Năm 2002, Bảo tàng Klerksdorp đăng tải lá thư của John Hunt ở Petersburg, Nam Phi, trên trang web tuyên bố đưa ra trong bức thư chưa được xác minh và sau đó nó bị gỡ bỏ. Hunt nói rằng một trong những khối cầu đã được kiểm tra tại Viện Không gian California, Mỹ. Các nhà khoa học đi đến kết luận khối cầu có tính chất cân đối rất cao, vượt quá giới hạn công nghệ đo lường của họ. Nó cách sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ 1/100.000 inch, trong đó 1 inch bằng 2,54 cm. Tại Utah, người ta cũng tìm thấy các khối cầu tương tự, gọi là viên bi Moqui hoặc quả bóng Moqui, với niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi. Viên bi Moqui có lõi bên trong bằng cát và lớp vỏ bên ngoài cứng, làm từ oxit sắt. Thí nghiệm của Heinrich trên một trong số những khối cầu Klerksdorp cho thấy nó có thành phần là hematite, khoáng vật của oxit sắt. Heinrich cũng phát hiện một khối cầu Klerksdorp khác làm từ khoáng vật wollastonite cùng với hematite và gattite, một oxit sắt ngậm nước. Theo tiến sĩ Carrie Weber thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, Mỹ, vi khuẩn có thể đã giúp hình thành nên các khối cầu như là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của chúng. Nhà địa chất Dave Crosby tiến hành nghiên cứu ở Utah, nơi phát hiện ra các viên bi Moqui, ban đầu đưa ra giả thuyết về một vụ va chạm thiên thạch làm phân tán những khối cầu nóng chảy, sau đó cô đặc lại trên cát. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Crosby không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tác động của vụ va chạm thiên thạch. Sau đó, ông phát triển một giả thuyết liên quan đến việc nước mưa làm hòa tan sắt, các khoáng chất và mang chúng xuống mạch nước ngầm. Khi đó, sắt sẽ được tích tụ ở xung quanh các hạt cát, hình thành nên khối cầu. Cremo và một số nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm cho rằng OOPArt là bằng chứng của nền văn minh tiên tiến thời tiền sử. Giới khoa học cần dũng cảm và sẵn sàng hơn để thừa nhận bằng chứng có thể đối lập với nhận thức phổ biến hiện nay. Có thể nói, khối cầu Klerksdorp 2,8 tỷ tuổi hay những viên bi Moqui là những đại diện đưa ta trở lại thời điểm đầu tiên của trái đất, nơi mà sức mạnh và tác động của tự nhiên đã tạo nên một hành tinh mới. Nó không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Dù đã được nghiên cứu rất kỹ và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng khoa học vẫn chưa thể xác định được chính xác tác nhân gây ra sự hình thành của những khối cầu này. Tuy nhiên, việc đặt ra nghi ngờ về thuyết lịch sử bị che khuất của loài người là điều rất đáng quan tâm và cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng loài người đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu, trước cả khi chúng ta nghĩ, và có một số bằng chứng để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, việc chứng minh đầy đủ và xác thực thông tin này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Những phát hiện khoa học mới nhất về khối cầu 2,8 tỷ tuổi đã đưa ra nhiều giả thuyết mới và những tình tiết bất ngờ trong quá khứ loài người, cùng với đó là các bí ẩn của quá khứ trái đất, có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử và giải đáp những câu hỏi đang đặt ra. Việc khai quật và khám phá thêm về lịch sử trái đất có thể mở ra những trang mới của sự hiểu biết và tri thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự thật về quá khứ của trái đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của loài người mà còn mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ trong tương lai. Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ, Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra, vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian, và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein, thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hãng nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, vân vân mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất, thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm, đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ,